Chào mừng mọi người đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe chuyện mị công khanh của tác giả Lâm Gia Thành. Chương 151: Gặp Trần Vi. Trần Dung trở lại trong phòng, ngồi trên tháp một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, lòng của nàng càng ngày càng tĩnh lặng. Nhìn thấy bên ngoài trăng tròn nhô cao, tiếng người bớt dần, Trần Dung thầm nghĩ, Nhiễm Mẫn nhất định đã đi về rồi, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi ra ngoài cửa, đi dọc theo thềm đá, theo hai hàng cây rậm rạp, theo con đường nhỏ bên phải. Con đường này, so với chỗ vừa rồi gặp nhiễm mẫn cách nhau khá xa. Phía sau tiếng người nói thỉnh thoảng chuyên đến. Trần Dung biết, mấy ngày nay người cầu kiến mình rất nhiều, đều do các quản sự cản lại. Nàng muốn yên tĩnh, Vương Hoàng sẽ để cho nàng yên tĩnh. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên tiếng bước chân kia nhẹ nhàng mà khéo léo đồng thời lại vẫn có âm điệu thích hợp giống như đang nhắc nhở nàng rằng có người đến vừa nghe thấy âm thanh này trần dung liền biết hẳn là người của vương hoàng nàng dừng chân hỏi chuyện gì bước chân kia dừng lại giọng của ứng cô từ sau lưng nàng truyền đến bẩm tiên cô ngay lúc hoàng hôn phía sau núi có tiếng nam nhân cuồng tiếu vang ra dừng một chút nàng ta hỏi, tiên cô có biết đó là không? Nghe ngữ khí của nàng ta rõ ràng đã trông thấy Trần Dung và Nhiễm Mẫn ở chung một chỗ, cố ý tiến đến hỏi. Trần Dung nhẹ giọng trả lời, y là một cố nhân. Trần Dung quay đầu, hai mắt sáng người nhìn ứng cô, hỏi, ta muốn truyền tin cho lang quân các ngươi, ai có thể đi? Ứng cô giật mình, đảo mắt liền cười nói, tiên cô nói đùa rồi, nếu lang quân phái chúng ta tới, Chúng ta đã là người của người. Chúng ta sẽ không truyền lại tin tức." Nàng ta hiểu lầm, nghĩ rằng Trần Dung đang thử mình. Trần Dung cũng không muốn nhiều lời, nàng quay đầu, thản nhiên nói, "Nếu như thế, vậy quên đi." Nàng cất bước đi về phía trước. Ứng Cô ngẩn ra, sau đó nàng ta vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi phía sau Trần Dung. Ứng Cô lúng ta lúng túng hỏi, "Tiên cô tức giận sao?" Trần Dung lắc đầu, ra lệnh, ta muốn đi một mình thôi. Đây là hạ lệnh trục khách. Ứng cô lên tiếng đáp rồi đứng lại. Minh Nguyệt nhô lên cao, lạnh lẽo như nước. Dưới ánh trăng, có bóng người thấp thoáng trong lùm cây, dài nhỏ thưa thớt. Gió thổi qua tiếng nức nở vang lên không ngừng. Trần Dung đi được chừng năm sáu trăm bước, nghe thấy tiếng người nói càng ngày càng xa xôi thì dừng chân, quay đầu lại vừa quay đầu, nàng trông thấy trên đường nhỏ bên trái trong núi, một nữ tử đứng lên khỏi lương đỉnh, bước xuống phía dưới. Trần Dung cũng không để ý, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng mới đi ra ba bước, Trần Dung cứng đờ, nàng quay phát đầu nhìn về phía người kia. Nàng ta yêu kiều như hoa lê, dung nhan tú uyển, làn da trắng nõn, dưới ánh trăng nhìn lại, còn có cảm giác lạnh lẽo. Không phải là Trần Vi sao? Trần Dung hít mắt, âm thầm đánh giá xung quanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không đúng, cách nơi này trăm bước có một hán tử đang ngồi trong lùm cây. Xem ra là hộ vệ của Trần Vi. Nhiễm mẫn thật sự sủng ái Trần Vi, dù nàng ta đi đến đâu, bên người đều phái hộ vệ bảo hộ. Kiếp trước, bên người nàng ta luôn luôn có một hộ vệ cùng hai tỷ nữ đi theo, vì vậy vài lần bản thân muốn xuống tay đều không tìm thấy cơ hội không thể ngờ rằng kiếp này cũng như vậy trần vi cúi đầu không yên lòng đi tới giống như cảm giác được ánh mắt của trần dung nàng ta ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau trần vi dừng chân nàng ta hé miệng ngây ngốc nhìn trần dung một hồi lâu nàng ta kinh ngạc khẽ hỏi sao muội lại ở đây nhiễm lang đâu không phải chàng đang tìm muội sao trần vi vừa hỏi vừa nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của nhiễm mẫn. Trần Dung nhìn nàng ta. Gió đêm thổi tới thân thể nàng lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này cũng thấm vào lòng của nàng. Trần Dung lẳng lặng nhìn Trần Vi, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Trần Vi tinh tường hiện ra trước mắt nàng. Sắc mặt của Trần Vi không tốt lắm, tái nhợt, cằm nhọn hơn trước, trong đôi mắt dường như lúc nào cũng lấp lánh ánh lệ. Nhưng mà gầy yếu, tiểu tụy như vậy càng khiến cho Trần Vi thêm phần mảnh mai, điềm đạm đáng yêu, giống như hoa lê gió vừa thổi qua sẽ rơi rụng là tả. Lúc Trần Dung đang đánh giá Trần Vi, Trần Vi cũng đang đánh giá nàng. Nàng ta nhìn Trần Dung từ trên xuống dưới vài lần, mắt híp lại, dùng tay áo che miệng, nhỏ giọng nói, A à Dung, chỉ mấy tháng không gặp, sao muội đã ăn vận như đạo cô rồi? Hi hi, nhưng dù muội làm đạo cô, so với trước kia còn đẹp hơn, còn khiến nam nhân yêu thích hơn. Nàng ta cười sung sướng, đi từng bước một tới gần Trần Dung. Chỉ chốc lát, Trần Vi cách Trần Dung tầm 5 bước thì dừng lại. Nàng ta lại nhìn ngắm Trần Dung một lượt, hai tròng mắt cười híp một đường, thở dài, sau khi tỉ tỉ nghe thấy A Dung đi theo vương thất lang, trong lòng vô cùng hâm mộ. Ngay cả A Kỳ các nàng cũng rất hâm mộ muội. Chúng ta đều nghĩ rằng muội tới Kiến Khang, ở tại trong lang gia Vương thị Phong Lưu Thiên Hạ sống một cuộc sống khoái hoạt thần tiên. Nhưng lại không thể tưởng được, A Dung đã trở thành nữ quan. Nàng ta nhìn Trần Dung với vẻ thương hại, nhỏ giọng thở dài, "A Dung, muội thật đáng thương." Trần Dung vẫn lặng lặng nhìn nàng ta, chờ nàng ta nói xong. Đến khi lời Trần Vi thốt ra một hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, "Nói xong chưa?" trần vi ngẩn ra hé cái miệng nhỏ nhắn nhìn trần dung trần dung cười nhẹ nàng bình tĩnh nhìn trần vi từ từ nói mới vừa rồi phu quân của tỷ nhiễm tướng quân tìm được ta y muốn ta đi cùng y nghe đến đó trần vi biến sắc trần dung mỉm cười chắp hai tay sau lưng từ trên cao trông xuống ngạo mạn nhìn trần vi học bộ dáng của nàng ta nhẹ giọng nói a vi về sau tỷ phải sửa miệng phải gọi ta là chủ mẫu phải gọi ta là chủ mẫu phải gọi ta là chủ mẫu giọng rất nhẹ nhưng hàm nghĩa rất nặng nề sắc mặt trần vi tái nhợt như tuyết nàng ta rốt cuộc không cười nổi nữa xông lên một bước cầm ống tay áo của trần dung kêu lên ngươi nói bậy ngươi nói bậy phu chủ nói ngươi đã ngủ với vương thất lang chàng không cần ngươi nữa trong tiếng nói nghẹn ngào của nàng ta một tiếng tiếp theo một tiếng, khiến Sơn Cốc hưởng ứng, một loạt tiếng bước chân ở trong sơn đạo bên phải đi về phía bên này truyền đến. Khi Trần Vi đang vội vàng kéo tay áo Trần Dung, Trần Dung nhíu mày, nàng rũ rũ ống tay áo, đẩy Trần Vi ra sau, Trần Dung nghiêng đầu nhìn Trần Vi như mắc bệnh tâm thần đang thét chói tai, lúc này Trần Dung nở nụ cười rất tươi. Trần Vi vừa thét chói tai, liếc mắt một cái thấy tươi cười này của Trần Dung thì không khỏi tức hận nàng ta cắn chặt răng vươn tay cào vào mặt trần dung vừa xông tới đánh vừa thét to tiện phụ không có mặt mũi này ngươi chết đi ngươi còn cười ngươi còn dám cười sao ta ta xé rách mặt của ngươi nàng ta điên cuồng mà xông về phía trần dung nhưng dù sao trần dung cũng có chút võ nghệ làm sao có thể để nàng ta đến gần ngay khi trần vi vừa xông tới trần dung nhẹ nhàng rời khỏi vài bước khẽ né qua. Trần Vi lao đến không chúng suýt nữa té ngã trên đất, sau khi lảo đảo lao về phía trước vài bước, vội vàng ổn định thân hình, dồn dập thở dốc. Thở dốc một lúc sau, nàng ta lại chừng mắt nhìn Trần Dung, khi đối diện với tươi cười kia của Trần Dung, Trần Vi bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nàng ta chống hai đầu gối, vừa thở hào hển vừa chừng mắt nhìn Trần Dung, kêu lên, "Ngươi nói bậy!" Phu chủ không ở cạnh ngươi. Nếu chàng muốn ngươi, lúc này nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói bậy. Trong tiếng kêu của Trần Vi, Trần Dung vỗ tay mấy cái. Nàng vừa vỗ tay, vừa khen ngợi. A à, Vi không ngu đâu, có thể đoán được là ta nói bậy. Lời này vừa thốt ra, Trần Vi ngừng lại. Nàng ta kinh ngạc nuốt lời định mắng xuống, chừng mắt nhìn Trần Dung, sẵn giọng vội hỏi: Ngươi nói cái gì? ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi nói ngươi là nói bậy đúng hay không ngươi nói ngươi là nói bậy ngữ điệu vội vàng thần sắc hoảng sợ mang theo vui mừng nhưng trần dung đứng đối diện cũng giật mình chỉ thấy nàng xuất thần nhìn trần vi sau một lúc lâu bật cười thấp giọng lẩm bẩm đáng thương như thế sống chỉ một đời để làm gì đây giọng của nàng rất nhẹ nếu như nói là châm chọc trần vi không bằng nói là đang cảnh cáo chính nàng. Trần Vi không nghe thấy, nàng ta cũng không để ý Trần Dung có châm chọc mình hay không, chỉ vội vàng tiến lên một bước, hỏi, "Câu nói vừa rồi của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói bậy đúng hay không? Phu chủ vốn là không cần ngươi đúng hay không?" Một câu tiếp một câu, ngữ khí khẩn trương mà cấp bách. Trần Dung thương hại nhìn Trần Vi, trong sự truy vấn của nàng ta, nàng chắp hai tay sau lưng, như thần thái vương hoàng thường làm vân đạm phong khinh mỉm cười. Nàng gật đầu, trả lời, đúng, ta nói bậy. Phu chủ của ngươi sẽ không cưới ta. Trong vẻ mặt quá đỗi vui mừng của Trần Vi, Trần Dung nhìn chằm chằm nàng ta, thấp giọng gọi, A Vi. Giọng của nàng có chút nghiêm túc. Trần Vi ngẩn ra, kỳ quái nhìn nàng. Trần Dung nhìn chằm chằm nàng ta nói, A Vi, ngươi không phải rất biết giả bộ sao? nước mắt của ngươi nói rơi thì có thể rơi xuống. Dưới vẻ mặt tức giận của Trần Vi, Trần Dung tươi cười, nàng chậm rãi, gần từng tiếng nói. A Vi, dùng nước mắt của ngươi, dùng sự đáng thương cùng ôn nhu của ngươi ôm lấy phu chủ của ngươi nhanh rời khỏi thành kiến khang này đi. Trần Vi lại ngẩn ngơ, theo bản năng cảm giác được, Trần Dung đang nghiêm túc nói những lời này nên lập tức bật cười một tiếng. Lời chào phúng còn chưa thốt ra khỏi miệng, trần dung đã cúi đầu dưới ánh trăng nàng chậm rãi vốt ve đầu ngón tay của mình nhỏ nhẹ nói phu chủ của ngươi nói dù cho quá khứ của ta như thế nào y vẫn muốn ta lời này vừa vang lên mặt trần vi trắng bệch như tờ giấy nàng ta lung lay thân hình như sắp ngã chật vật lui ra phía sau một bước trần dung không nhìn nàng ta nàng vẫn dùng ngữ khí chậm rãi nói y còn nói nguyện ý cưới ta lần này Trần Vi phát ra một tiếng dường như nức nở, dường như hận ý. Giờ phút này nàng ta cắn chặt môi dưới, mở to một đôi mắt đẫm lệ, quật cường nhìn chằm chằm Trần Dung, chờ nàng nói tiếp. Trần Dung mỉm cười, nàng không chút để ý tiếp lời, đối với ngươi, ta là người xuất gia được bệ hạ ban cho, nhưng nói đến nói đi, đi theo phu chủ của ngươi, nam trinh bắc chiến, dãi gió dầm xương, làm sao được tốt đẹp như ở kiến khang chứ nàng ngẩng đầu nhìn trần vi nói a vi trên đời này phu chủ ngươi là nam nhân duy nhất không để tâm ta là người xuất gia cũng không để ý ta đã thất thân bởi vậy nhanh chóng mang theo phu chủ ngươi rời khỏi kiến khang đi trước khi ta hối hận thì hãy rời đi đi trần dung nhẽ nhếch khóe môi vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu dưới ánh trăng đôi mắt đen không thấy đáy của nàng trở nên sáng ngời dù là ánh mắt hay vẻ mặt nàng đều khiến cho Trần Vi không thể nhận ra tâm ý chân thật, thậm chí không thể phân biệt rõ, lời này của nàng là thật hay giả. Trần Vi cảnh giác chừng mắt nhìn Trần Dung, thấy nàng xoay người, không khỏi cất giọng hỏi, ngươi, ngươi, vì sao? Nàng ta cắn môi, đuổi theo một bước, nghiêm túc hỏi, Trần Thị A Dung, ngươi lại có quỷ kế gì? Trần Dung quay đầu. Vẻ mặt của nàng có chút đạm mạc, có chút cao ngạo nhìn Trần Vi, nhẹ nhàng nói không muốn rời đi thì thôi dứt lời nàng vung ống tay áo đi về phía trước đứng lại trần vi vội đuổi theo nàng ta đi theo sau lưng trần dung hỏi cho rõ ràng a à dung lời nói vừa rồi của ngươi là sự thật sao phu chủ của ta chàng còn muốn ngươi sao trần dung không quay đầu nàng lạnh lùng trả lời phu chủ của ngươi chẳng lẽ ngươi không hiểu biết sao tình ý của y đối với ta thế nào trong lòng ngươi không rõ sao lời này vừa thốt ra trần vi dừng chân trần dung đi được hai bước nghe thấy phía sau sau truyền đến là tiếng nức nở không thể kìm nén trần dung ngẩn ra quay đầu lại dưới ánh trăng trần vi yếu đuối ngã ngồi trên mặt đất dùng tay áo che mặt thấp giọng khóc lóc nàng ta khóc hai vai run rẩy bi thương mang theo thống hận đúng là khó kìm lòng nổi Trần Dung đi đến trước mặt nàng ta, nàng từ trên cao nhìn xuống, thương hại nhìn Trần Vi, từ từ nói: Cần gì phải bi thương như vậy? A Vi kỳ thật ngươi không hề thương hắn như trong tưởng tượng của mình đâu. Lời này của nàng là thốt ra từ phế phủ. Trần Vi tất nhiên không thèm quan tâm đến, nàng ta nức nở nói: Nhìn thấy ta thống khổ, ngươi vui vẻ đúng không? A Dung, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi. Ngươi chính là người không có ai muốn. Ngươi đã xuất gia rồi. Trần Dung cúi mắt nhìn Trần Vi, nàng khẽ cười, chậm rãi nói, không sai, ta rất vui vẻ. A à Vi, cả đời này, ngươi thua rồi. Từ nay về sau cho dù ngươi tìm mọi cách lấy lòng, phu chủ của ngươi cũng đã tâm ý khó an bình. Y không chiếm được ta, y bởi vì ngươi mà không chiếm được ta, loại hận khổ này, trong cuộc sống sau này Y sẽ chuyển tới trên người ngươi từng chút một À Vi, ngươi xong rồi Giọng nói lạnh lùng trào phúng, tựa như kim đâm Trần Vi rất muốn phản bác, nhưng không biết vì sao Phát ra từ cổ họng chỉ là từng tiếng nghẹn ngào Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng ta biết lời này của Trần Dung không hề sai Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại không cam lòng Đủ loại khổ hận, đủ loại thương tâm đủ loại mất mát đau đớn đều hóa thành nghẹn ngào trần dung cúi đầu nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở trong gió đêm từ trên cao nhìn xuống hờ hững nhìn trần vi khóc lóc nước mắt nhạt nhòa sau một lúc lâu trần dung thở dài một tiếng xoay người bước đi nàng vừa mới đi ra vài bước đột nhiên nghe thấy trong rừng cây phía sau truyền đến một tiếng thở dài ngay lập tức trần dung quay đầu lại nhìn xung quanh một tráng hán xuất hiện trong tầm nhìn của trần dung tráng hán này có chút quen mắt trần dung nhìn hắn vài lần rốt cục nhận ra hắn là một vị tướng quân từng làm sa phu cho nhiễm mẫn tính cách có vẻ buồn cười thú vị hóa ra là hắn bảo vệ trần vi trần vi này quả nhiên được sủng ái nhưng mà như vậy rất tốt chỉ có người ngã từ trên tầng mây cao xuống mới có thể xương cốt vỡ nát tráng hán bước đến trước mặt trần dung đối diện với ánh nhìn chăm chú của nàng hắn cung kính thi lễ gặp qua trần dung nhìn hắn tâm khẽ động tráng hán liếc mắt nhìn trần vi một cái lại chuyển sang trần dung hắn thở dài một tiếng rồi lại thở dài một tiếng trong vẻ mặt cảm khái của hắn trần dung rũ mắt nghiêm túc nói vị tráng sĩ này xin mang theo tướng quân nhà ngươi rời khỏi kiến khang đi dừng một chút nàng từ từ nói kiến khang có vẻ như phồn hoa, kỳ thực từng bước hung hiểm, tướng quân có chi hướng rộng lớn, đừng để bị chôn chân trong con thuyền nhỏ này. Dứt lời, nàng vung ống tay áo, xoay người bước đi. Lời nói này của nàng dường như đang cảnh cáo, tráng hán dùng mình, mặt nhăn mày rậm trầm tư. chương 152, Trần Dung và Vương Hoàng Sau khi Trần Dung đi được vài chục bước, nhịn không được quay đầu, hướng tới hai người trần vi nhìn lại lúc này trần vi đã đứng lên nàng cúi đầu lấy tay áo lau nước mắt gầy yếu ủy khuất mà tráng hán kia đang đứng tại chỗ trầm tư liếc mắt một cái trần dung thu hồi ánh mắt nhanh chóng trở về đêm nay trôi qua hoàn toàn bình lặng sáng sớm ngày hôm sau bắt đầu bằng sự ồn ào náo động nghe động tĩnh bên ngoài dường như là các quý tộc đến đây từng đám một may mắn việc này đã có người vương phủ xử lý trần dung rửa mặt chải đầu xong hơi mệt mỏi cũng vì ngày hôm qua cảm xúc phập phồng nên nàng nằm trên tháp nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát một loạt tiếng bước chân truyền đến bước chân nhẹ nhàng mà mau mắn là bình ẩu tiếng bước chân đi đến bên cạnh trần dung sau khi bận rộn xong bình ẩu cười nói nữ lang lại có một công chúa tới nữa bà vui vẻ nói công chúa này thật đúng là vừa xinh đẹp lại cao quý hạ phó của nàng ta cung kính hỏi lễ rất khách khí lão nô trước kia đều không nghĩ tới có một ngày có thể gặp được công chúa hay quý nhân bọn họ còn có thể đối với ta có lễ như vậy nói tới đây bà nói thầm đây đều là nhờ thất lang chiếu cố thấy trần dung không để ý tới bình ẩu trần chờ một hồi bà bước tới gần trần dung nhẹ nhàng hỏi nữ lang lời vừa thốt ra bên ngoài lại trở nên ồn ào bình ẩu vội vàng chạy ra ngoài cửa xem xét chỉ một khắc bà chạy về cười nói với trần dung là một tiểu thái giám chập chậc, nữ lang khẳng định chưa từng gặp qua mỹ thiếu niên như vậy nhìn diện mạo kia của hắn chỉ sợ toàn bộ kiến khang cũng không có mấy nữ lang có thể so sánh được với hắn hắn đi cùng với công chúa công chúa đối với hắn cũng là cung kính khách khí có lễ nghe bình ẩu bên người líu díu nói chuyện trần dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà hỏi hôm nay tâm tình của ẩu rất tốt đã xảy ra chuyện vui gì sao bình ẩu vội vàng lắc đầu đáp không đâu không đâu trần dung cười không nhìn bà nữa thấy trần dung nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người bình ẩu lại bận rộn một lúc rồi ngồi xuống phía sau nàng nữ lang ngữ khí của bà ngập ngừng như có lời muốn nói trần dung khẽ lên tiếng nói đi bình ẩu do dự một hồi rồi lên tiếng lão nô vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy đám quý nhân nói thất lang vì người lại xông vào ứng vương phủ bọn họ còn nói hôm qua cửu công chúa ngăn lại xe ngựa của thất lang trước mặt mọi người chất vấn thất lang người là gì của ngài ấy bình ẩu nói tới đây trần dung chậm rãi quay đầu lắng nghe bình ẩu cười rất thoải mái bà khoái trá nói đám quý nhân nói Thất Lang bật cười, chỉ nói một câu, trong lòng ngài ấy người là người đẹp nhất. Ngay lập tức đã khiến Cửu công chúa tức giận mà rơi lệ. Bình ẩu nở nụ cười hai tiếng, nhìn thấy vẻ mặt Trần Dung trầm tĩnh, không nhận ra hỉ giận, thì không khỏi kinh ngạc hỏi, "Nữ lang, Thất Lang tán thưởng người như thế, người còn không cao hứng sao?" Trần Dung cười, thấp giọng nói, "Không, ta cao hứng." Nói là cao hứng trên mặt nàng chỉ là tươi cười thản nhiên bình ẩu thấy dường như nàng không có hứng thú lắm có chút kinh ngạc cũng có chút thất vọng bà lại than thở nữ lang được thất lang ngưỡng mộ như thế thật sự có phúc lão nô còn ngóng trông có một ngày bệ hạ sẽ cho phép nữ lang hoàn tục chờ hoàn tục rồi nữ lang có thể vào phủ của thất lang trần dung nghe đến đó lại chỉ cười tươi cười này vẫn rất đạm mạc dường dù thế nào cũng không cảm thấy hứng thú bình ẩu thấy thế thở dài một tiếng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hai người cũng không để ý tới bình ẩu còn đang nhìn trần dung bà giàu dĩ nói lần đó ở ứng vương phủ nếu không phải thất lang tiến đến cứu giúp hậu quả thật sự là không dám nghĩ tới lão nô còn tưởng rằng nữ lang tiếp nhận người vương phủ tới quản lý đạo quan đó là đã đáp ứng tình cảm của thất lang. Bình ẩu lúng ta lúng túng nói, vừa rồi đám quý tộc cũng nói, nữ lang là ngoại thất mà vương thất phong lưu nuôi dưỡng ở đạo quan. Lão nô nghĩ rằng, làm ngoại thất tuy rằng so ra kém quý thiếp, nhưng thắng ở tự tài. Hơn nữa chỉ cần thất lang có tâm, cho phép nữ lang vì ngày ấy sinh một gia một nhi tử thuộc về dòng họ lang gia vương thị, cả đời này của nữ lang cũng sẽ không sống uổng phí bình ẩu nói tới đây vẻ mặt chờ mong nhìn trần dung chờ nàng trả lời trần dung liếc nhìn bà một cái cười cười quay đầu đi rồi khẽ lắc đầu bình ẩu ngẩn ra gọi nữ lang trần dung rũ hai mắt nói ẩu ta chỉ muốn như thế này thầm nghĩ cứ thế canh giữ nơi núi non chim ca này im lặng vượt qua cuộc đời này những lời này chảm đinh tiệt thiết vừa dứt câu bình ẩu vội kêu lên nữ lang bình ẩu kêu to làm người bên ngoài chậm rãi đi đến rừng chân trần dung nhìn bình ẩu trong ánh mắt có ý cười cũng có sự an ủi bà nàng nói ẩu chuyện của ta về sau ngươi đừng nóng vội thay cũng đừng quản làm gì hết thảy ta đều có chủ trương nàng dừng một chút lại cất giọng lanh lảnh không sai thất lang rất tốt với ta chiếu cố đủ đường với chuyện kiến khang vương nếu không phải có chàng tương trợ nói không chừng trên đời này đã không còn ta nữa rồi trần dung đứng lên đi đến màn lụa mỏng bên cửa sổ nàng nhìn cảnh xuân sắc xanh đậm nhạt đan sen bên ngoài nói với vẻ trầm ngâm chàng đối tốt với ta ta nhớ rõ lần đó khi ta và thượng tẩu bị người ta lừa ra bờ sông ngoài thành suýt nữa rơi vào kẻ xấu tay đó là thất lang có tâm nửa đêm còn ra ngoài tìm ta cứu ta nàng ôn nhu thở dài một tiếng rồi nói cả đời này của ta còn chưa từng được một nam nhân coi trọng yêu quý như vậy cho tới bây giờ đều là ta đem hết tâm tư chưa từng có một người vì ta nửa đêm chạy ra khỏi thành tìm kiếm nơi hoang sơn dã lĩnh lúc ấy ta thật sự là say trong hạnh phúc huống chi chàng còn là lang gia vương thị thất lang cao quý bất phàm như vậy trần dung nói tới đây thì lại cười nói Chàng đối tốt với ta, ta vẫn nhớ rõ, vẫn đều nhớ rõ. Dừng một chút, tươi cười của Trần Dung nhạt dần, nhưng mà nhất mã quý nhất mã, một ngựa trả một ngựa, ý nói nợ cái gì trả cái đó, không muốn nợ nần. Nàng quyết đoán nói, ta nhận tình của chàng, nhưng ta và chàng từ nay về sau chỉ có thể coi nhau như bằng hữu. Ồ, oh, ngươi quên chàng đi, cả đời này của nữ lang nhà ngươi, chắc chắn chỉ làm nữ quan thôi qua một thời gian nữa, chờ thất lang cưới thê tử, hoặc là có niềm vui mới, chờ tộc trưởng lang gia vương thị lên tiếng, rút đám đạo cô quản sự hạ nhân này về. Ta nghĩ khi đó quý tộc trong thành kiến khang cũng sẽ không còn cảm thấy hứng thú với một phụ nhân nho nhỏ như ta nữa đâu. nàng nói tới đây lại có chút thoải mái. ẩu, oh, tới lúc đó chúng ta không cần cái gì cả, lặng lẽ rời khỏi nơi này, tìm một tòa nhà ở nơi yên tĩnh. Sau đó chúng ta lại cách xa kiến khang một chút, sẽ không để các quý tộc cảm thấy hứng thú, sẽ không bị xâm chiếm chỗ ở mà đặt mua chút điền sản. Khi đó tuổi của ta cũng đã lớn, diện mạo này cũng không còn gì đáng chú ý, chúng ta hẳn là có thể sống vui vẻ qua ngày. Nàng nói với vẻ hưng trí bừng bừng, ẩu, oh, ta ngẫm nghĩ lại rồi, lần này ta nhất định có thể được như ý nguyện. Vừa nói, đôi mắt nàng sáng trong lưu truyền, lúm đồng tiền như hoa quay đầu nhìn về phía bình ẩu nàng khoái hoạt quay đầu lại tươi cười của nàng còn giữ trên gương mặt rạng rỡ như thế sau đó nàng đối mặt với bình ẩu trông thấy nam nhân đang dựa vào cánh cửa áo trắng như tuyết tóc đen như mực đang lẳng lặng nhìn nàng trần dung ngẩn ngơ nàng trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn chậm rãi tươi cười trên mặt nàng cứng đờ lại nàng khẽ hé miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên nhìn mỹ thiếu niên dựa cửa nhìn mình nhìn ngắm môi nàng khẽ mấp máy thì thào nói ta không biết chàng đã đến rồi một câu vừa mới thốt ra trần dung suýt nữa tát cho mình một bạt tai thật là không nghĩ cách cứu vãn ngược lại còn nói ra như vậy đứng cạnh bình ẩu nhìn bên này lại nhìn bên kia rồi bà cúi đầu lén lút đi ra ngoài bà mới rời khỏi nam nhân được nắng sớm vờn quanh thản nhiên tươi cười chàng cong khóe môi khẽ vung ống tay áo từ từ đi về phía trần dung nhìn thấy chàng đến gần trần dung không tự chủ được lui về phía sau một bước vừa lui sau lưng đã chạm vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng không làm sao hơn trần dung chỉ có thể cúi đầu xuống mùi thơm ngát ập đến nam nhân đi đến trước mặt nàng ôn nhu nhìn nàng giọng của chàng thanh nhuận thư hoãn êm tai vô cùng ảo não sao trần dung gật đầu chàng vươn tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn bả vai trần dung ngón tay kia như chuồn chuồn lướt nước chỉ sượt qua vai rồi đặt lên bậu cửa sổ trong lúc lơ đãng chàng phủ bóng lên người nàng chàng cúi đầu nhìn nàng theo động tác của chàng một lọn tóc đen rơi xuống ôn nhu chạm vào hai má trần dung giống như gần giống như xa khanh khanh. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng khoan khoái của chàng thổi vào trên mặt nàng, dưới ánh mặt trời, khiến gáy nàng ngứa ngáy. Vương Hoàng thở dài một tiếng, nói với giọng vô cùng ôn nhu. Suy nghĩ này của Khanh Khanh đã có từ lâu rồi, hiện giờ bị ta nghe thấy, phải làm sao bây giờ? Chàng cúi đầu xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chán nàng, nói với vẻ an ủi. Có phải Khanh Khanh lại đang nghĩ cách khác không? Chàng mím môi, có chút bất đắc dĩ giải thích. Khanh Khanh đã biết con người của ta. Việc này ta không biết cũng đành thôi, nhưng một khi đã biết, sẽ nhịn không được muốn nhúng tay, sẽ nhịn không được muốn an bài một chút. Chàng thở dài một tiếng, có sự vô lực với bản thân tiếp tục nói. Ưm, ừ, ngay cả gia tộc, bệ hạ sẽ an bài thê tử nào đó cho ta. Ta vừa nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc của ta, Khanh Khanh của ta ở đây vỗ tay tỏ ý vui mừng, dục dịch suy nghĩ tìm đường lui ta sẽ không khoái hoạt, ta cũng không thích. Giọng của chàng thực ôn nhu, thật cẩn thận. Khanh khanh, nàng nói làm sao bây giờ? Giọng của chàng đặc biệt ôn nhu, ngữ khí của chàng đặc biệt mềm nhẹ, nỉ non, trong sự mềm mại mang theo tính trẻ con, trong ôn nhu mang theo một loại tùy hứng. Trần Dung vốn có tình cảm cảm thấy trột dạ với chàng, làm sao chịu được ngữ khí, lời lẽ như thế của chàng. Lập tức nàng đỏ mặt, co rụt người lại dùng ống tay áo ôm đầu và mặt mình. Trần Dung buồn bực hét lớn, chàng, chàng sách xa ra một ít, còn nữa, đừng gọi ta là khanh khanh. Nói đến đây, Trần Dung quật cường ngẩng đầu chừng nhìn chàng cảnh cáo, vương thất lang, hiện tại ta là nữ quan đã xuất ra. Không cho phép chàng gọi ta là khanh khanh. Tiếng cảnh cáo vừa mới dứt, Trần Dung đã võ trang bản thân một lần nữa. Lập tức, nàng nghiêm mặt đứng thẳng vừa muốn vươn tay đẩy vương hoàng ra, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, ứng cô ở bên ngoài thưa bẩm, tiên cô, bệ hạ phái người đến đây, nói muốn đón người vào cung một chuyến. chương 153, Hoàng Thất Trần Dung mày nhíu lại, theo phản xạ ngửa đầu nhìn về phía vương hoàng. Vừa ngẩng đầu, nàng liền đối diện với hai tròng mắt sáng như nước, khi nhìn nàng, ánh mắt kia ôn nhu vô cùng, Trần Dung vội vàng cúi đầu tránh đi, thấp giọng hỏi, thất lang nghĩ rằng phải làm thế nào bây giờ? Vương Hoàng cười, cất cao giọng. Thỉnh người tới chờ một chút, để A Dung tắm rửa thay quần áo. Ứng cô nghe thấy giọng của Vương Hoàng, lập tức lớn tiếng đáp. Vâng. Ứng cô vừa lui xuống, Vương Hoàng cúi đầu nhìn về phía Trần Dung, ngón tay thon dài của chàng xoa gương mặt của Trần Dung, giọng nói thanh nhuận như nước. Đừng sợ, có ta rồi. Giọng nói mặc dù thấp, nhưng thật sự ôn nhu vô hạn. Trần Dung khẽ đáp, "Vâng." Nàng nhẹ nhàng đẩy Vương Hoàng ra, đi về phía trước. Vương Hoàng nghiêng đầu, hai tròng mắt trong suốt vô cùng, lặng lặng nhìn bóng dáng nàng rời đi. Nhìn ngắm, ánh mắt của chàng không tự chủ được nhìn về phần lưng nàng. Lưng nàng thẳng tắp như thế, đúng là cứng ngắc thẳng tắp. Phụ nhân này thật sự quật cường mà trần dung tắm rửa thay quần áo xong đi ra cửa chính của đạo quan bên ngoài chiếc xe ngựa do hoàng đến phái tới đang đỗ ở đó nhìn thấy nàng xuất môn thái giám kia lớn tiếng kêu lên khởi giá trần dung hướng tới thái giám đó thi lễ bước lên xe ngựa đến khi xe ngựa khởi động trần dung vẫn quay đầu nhìn lại vương hoàng không thấy đâu trần dung thu hồi ánh mắt xe ngựa chạy ra đạo quan tiến vào ngã tư đường. Trần Dung đã không nhớ rõ, bản thân đã bao lâu không ra đường phố. Nàng biết diện mạo của mình rất dễ nhận ra, vì tránh phức tạp nên vẫn áp chế xúc động muốn được dạo chơi. Xe ngựa chạy đến đâu, người đi đường cũng thế, kỵ sĩ cũng thế, xe ngựa cũng thế, tất cả đều nhường đường. Lúc này, xe ngựa chạy qua Thúy Liễu Hạng, nơi này là chỗ mà nhóm nữ nhóm lầu xanh tiếp khách cờ xí đủ màu diễm lệ tung bay trên lầu các, ở đó còn có một đám tiểu mỹ nhân tô son điểm phấn hoặc đậm hoặc nhạt. Đám mỹ nhân đang dựa vào trên lan can, chỉ cho người đi đường phía dưới rồi vui cười. Ngay khi xe ngựa của Trần Dung chạy đến, một mỹ nhân lấy ra một cây tiêu ngọc bích, đôi mắt ẩn tình nhìn về phía trước, ai oán thổi tiêu. Tiếng tiêu vang lên không lâu, một mỹ nhân diện mạo giống nàng ta như đúc xoay người tới gần nàng ta dựa vào mỹ nhân thổi tiêu kia, váy dài khẽ lướt, cất giọng ngâm nga, lang quân nhà ai nhan như ngọc, ỷ mã nam kiều xuân sam bạc. Lời ngâm nga của mỹ nhân này tiết tấu rõ ràng, hợp với tiếng tiêu, phảng phất giống như tiếng ca. Bất chi bất giác, mọi người kể cả Trần Dung đều nhìn theo ánh mắt của mỹ nhân kia. Bên trái, tiểu kiều lưu thủy, liễu rủ dưới ánh mặt trời. Mà dưới tảng cây kia, quả nhiên có một thiếu niên mỹ mạo đứng tựa bên ngựa, làn da của cậu trắng trẻo, hai tròng mắt đen láy, môi đỏ mọng, mũi cao, trường bào áo dài, dáng người cao thon như liễu. Một đôi mắt tinh thuần, lặng lặng, có chút xuất thần nhìn về phía trước. Thiếu niên này, Trần Dung không khỏi nghiêng người về phía trước, sốc lên rèm xe định thần xem xét. Mỹ mạo thiếu niên eo nhỏ như liễu, xinh đẹp động lòng người không phải là Tôn Diễn sao? Sao cậu lại đến đây? Đến đây lúc nào? Đúng rồi, khẳng định là đi cùng Nhiễm Mẫn. Cậu là đệ tử thế gia, có cậu ở đây, Nhiễm Mẫn ở Kiến Khang làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Dung không khỏi cắn môi, nói như vậy, trong ngắn hạn, Nhiễm Mẫn sẽ không rời khỏi thành Kiến Khang ư? Vừa suy nghĩ, Trần Dung vừa tới gần rèm xe, vừa mới chuẩn bị để lộ hoàn toàn khuôn mặt của mình để tôn diễn nhìn thấy thì phía sau tôn diễn có một người đi tới người nọ là một thân vệ hàng năm đi theo bên cạnh nhiễm mẫn thân vệ đứng sau lưng tôn diễn cùng cậu thấp giọng nói chuyện mới nói hai câu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của tôn diễn sầm xuống giữa hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lộ vẻ nặng nề mà xe ngựa của trần dung đã dần dần đi xa trần dung buông rèm xe bật cười nghĩ ngợi hiện tại coi như ta đã danh mãn kiến khang nếu huynh ấy muốn tìm ta tùy thời đều có thể tiến đến nàng quay đầu nhìn đám oanh oanh yến yến trên lầu còn đang tiếp đón tôn diễn khẽ cong khóe miệng một chút ấm áp trào ra trong lòng xe ngựa chạy về phía hoàng thành càng tới gần nơi đây phồn hoa tầng tầng lớp lớp bốn phía xe ngựa càng đa dạng mỗi một chiếc xe ngựa chạy tới đều để lại mùi huân hương cửa cung đang mở rộng trần dung hít một hơi chỉnh trang xiêm y đầu tóc đúng lúc này một tiếng ca từ phía sau truyền đến bước chân trầm mà hữu lực đạp trên tảng đá phát ra cảm nhạc rất có tiết tấu trong tiếng nhạc một giọng hùng hậu khàn khàn hát vang hồng lâu mỹ nhân nghiễm tụ chiêu chu môn tửu nhục nhưỡng thành tao tiếng ca khàn khàn rõ ràng là ca công tụng đức nhưng đi đôi với tính đặc trưng của tiếng ca này lại có một loại cảm giác thê lương bất đắc dĩ trần dung quay đầu lại nàng đối mặt là một bóng dáng tóc tai bù xù tấm lưng kia ngửa đầu sau khi ngâm sướng câu đó hai lần đột nhiên lên tiếng thét dài tiếng thét đó như bi như khóc như ca như sầu khi trần dung đang đánh giá ngoài xe ngựa Giọng nói oán hận của thái giám truyền đến, lại là kẻ điên này của Hoàn phủ. "Phi, hiện tại dám ở ngoài hoàng thành sướng ca đảo loạn lòng người. Nhìn xem ngươi còn có thể sống được vài ngày hay không?" Giọng của thái giám kia có chút sắc nhọn, nghe qua cực kỳ chói tai. Trần Dung nghe thấy sự chán ghét trong giọng nói của hắn, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, hai câu thơ này, căn bản không hề mắng ai mà khi Trần Dung vừa nghĩ như thế, chỉ thấy cửa cung phía trước bốc lên cát bụi. Một kỵ sĩ phóng tới cực nhanh, vó ngựa khẩn trương dồn dập. Nơi phồn hoa như Kiến Khang, ngay cả thiếu niên quý tộc đi đường đều thích được hạ nhân nâng đỡ. Khi nào thì gặp qua tiếng vó ngựa dồn dập như thế? Không tự chủ được, hơn 10 chiếc xe ngựa đồng thời sốc lên rèm xe, kinh ngạc nhìn về phía kỵ sĩ kia kỵ sĩ kia phóng tới bóng người đang hát vang kia cát bụi bốc lên sông thẳng tới ngay khi trần dung lơ đãng nhìn lại hai mắt của nàng tức thì trợn to đến cực điểm chỉ thấy kỵ sĩ vừa lao ra kia đang ép tới gần bóng dáng cất cao giọng hát đột nhiên dương cung cải tên trước mắt bao người bắn về phía lưng người nọ trần dung theo bản năng muốn thét chói tai nàng vội vàng vươn tay che miệng đồng thời lúc nàng làm động tác này lập tức kỵ sĩ đã kéo căng dây cung. Vút một tiếng, tên lao vụt tới, trong tiếng xé gió bén nhọn, tên dài như tia chớp xông ra, phập, nó vững vàng đâm vào phần lưng người đang hát vang kia. Tức thì, máu chảy như suối. Người điên kia lên tiếng thét dài, chậm rãi đứng lại, rồi chậm rãi quay đầu. Gió thổi tung trường bào của hắn, thổi bay tóc rối của hắn, hiện ra gương mặt trẻ tuổi ngũ quan trong sáng minh tú. Đây vẫn chỉ là một thanh niên chưa đủ 25 tuổi. Hai mắt của nam tử kia sáng ngời vô cùng. Hắn nhìn chầm chầm kỵ sĩ phóng tên bắn lén mình, từ từ, hắn vươn tay về phía sau, kéo mũi tên đang cắm trên lưng ra. Máu tươi văng khắp nơi, nam tử kia cầm mũi tên đang cắm ở trên lưng kéo mạnh một cái. Máu tươi văng khắp nơi, Bốn phía trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc nháo kinh hoàng. Trần Dung nghe thấy trong xe ngựa ở bên cạnh, một quý tộc tầm 30 tuổi co rúm người lại, hắn dùng hai tay áo ôm đầu, khóc nói. "Máu, nhiều máu quá. Ô ô, ta sợ máu, ta sợ máu mà." Trong tiếng khóc, hai mỹ tỳ xiêm y mỏng manh, ngực lộ ra một nửa đi lên, một người ra đằng trước, một người vươn tay từ sau lưng, ôm hắn an ủi sau khi nam tử kia vươn tay kéo mũi tên ra hai mắt nhìn chằm chằm kỵ sĩ hắn cứ nhìn chằm chằm như thế chậm rãi hắn cầm mũi tên máu chảy đầm đìa đặt bên miệng tức thì máu tươi kia chảy vào trong miệng hắn trong lúc đó bốn phía tiếng nức nở tiếng thét chói tai của các quý tộc càng vang vọng trong đủ loại tiếng kêu trần dung ngửi thấy một mùi khai nồng nàng quay đầu nhìn lại chính là thái giám nghênh đón mình kia đang so vai rụt cổ, mà hạ thân hắn đã trở nên ướt đẫm, trên đất còn có một vũng nước. Nam tử kia đặt mũi tên đầy máu bên miệng liếm liếm, sau khi nuốt xuống vài giọt máu, hắn chậm rãi buông xuống. Cứ cầm tên như thế, nam tử kia nhìn kỵ sĩ, nhìn về phía hoàng thành, đột nhiên, hắn cất tiếng cười to. Theo tiếng cười to của hắn, miệng vết thương trên lưng máu chảy như suối, đảo mắt trên bộ quần áo đã ướt đẫm máu tươi. Nam tử kia cường điên cuồng, cười cười, khóe mắt hắn thấm ra hai giọt lệ. Sau một lúc cuồng tiếu, nam tử kia kêu lên. Chỉ hận anh em họ tào kia. Chỉ hận anh em họ tào kia. Nếu không phải hắn cùng với hai nhà ngô thục sống mái với nhau, tận dụng hết huyết khí của Trung Nguyên ta. Nếu không phải hắn vô đức vô năng, không sinh ra được con cháu tài giỏi, không giữ được Giang Sơn Ngụy Thị sao có thiên hạ bẩn thỉu như ngày hôm nay? Sao lại tùy ý để tư mã thị ngu xuẩn vô năng chỉ huy thiên hạ, đánh mất non sông? Ha ha ha! Nếu tiếng ca vừa rồi của hắn còn hàm xúc, hiện tại trong lời nói, từng câu từng chữ đều chỉ thẳng vào đương chiều. Mặt kỵ sĩ kia đỏ phừng, hai chân kẹp lại, sau khi giữ vững thân người, hắn lại dương cung cải tên. Nhìn mũi tên lạnh lẽo của kỵ sĩ kia dơ về phía mình, nam tử cười càng vang theo âm điệu cười của hắn tóc đen tung bay trong gió thân hình cao lớn lung lay như ngọc sơn băng giá trong tiếng cười lớn nam tử kia thét dài một tiếng hắn khinh miệt liếc nhìn kỵ sĩ kia kêu lên tiểu đầy tớ ta đường đường là trường tô hoàn thị ngươi không xứng đoạt tính mạng của ta trong tiếng cười cồn ngạo khinh bạc nam tử kia xoay tay phải lại mũi tên trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực mình phập một tiếng mũi tên đẫm máu lại nặng nề mà cắm trên ngực hắn mà lúc này mũi tên trong tay kỵ sĩ cũng đã thoát dây cung lao ra cắm ở trên vai nam tử kia lúc này nam tử kia vẫn đang cất tiếng cười to có điều hắn vừa mở miệng thì đã phun ra toàn máu tươi cũng không biết qua bao lâu tiếng cười to dần dần dừng lại chậm rãi thân hình cao lớn của nam tử kia nặng nề ngã xuống không hề động đậy nữa mà chỗ hắn ngã xuống máu bắn tung tóe nhìn chỗ nam tử kia ngã xuống trần dung trong xe ngựa từ từ đứng lên nàng hướng tới hắn thi lễ cúi đầu nhắm hai mắt nghiêm túc nói nhỏ thiếp biết quân là anh hùng hán ra bên ngoài xe ngựa là tiếng kêu to tiếng khóc gào liên tiếp còn có mệnh lệnh mau 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 đi mau còn ở tại chỗ này làm gì đi thôi đi thôi oa oa ta muốn mẫu thân đáng ghét chảy nhiều máu như thế thật là dơ bẩn trong tiếng kêu la hỗn loạn trần dung nghe thấy một giọng nói trầm đục truyền đến ở ngay bên đường bắn chết sĩ tộc ư không phải nói không được hành hình trước mặt mọi người sao ai càng ngày càng rối loạn trong khung cảnh hỗn loạn xe ngựa của trần dung lại khởi động chỉ chốc lát xe ngựa của nàng hướng tới cửa cung chạy vào bên trong khi xe ngựa càng chạy càng xa, bên ngoài ồn ào náo động cũng thế, máu tanh cũng thế, dần dần khuất nẻo, lọt vào tai chỉ là tiếng xanh nhạc cùng tiếng cười của nữ tử. Xe ngựa chạy trên con đường dài đá rộng mở, rồi rẽ vào một rừng cây nhỏ. Đến nơi này, cung nữ thái dám ra vào hai bên đường rõ ràng nhiều hơn. Trần Dung nhìn ngắm cẩn thận. Đám cung nữ này, người người đều ăn mặc lòe loẹt, vô cùng hoa diễm đây mới chỉ là mùa xuân, xiêm y trên người các nàng đã vô cùng đơn bạc, yếm lót ngực bên trong kia, ngay cả màu sắc hoa văn đều hiện ra rõ rành rành trong tầm nhìn của nàng. Trần Dung ngửi thấy mùi hương nồng đậm tỏa ra từ người các nàng, nhìn xuân sắc quanh đây rồi thu hồi ánh mắt. Xe ngựa vẫn chạy về phía trước. Xuyên qua cây cối xanh gì, rừng đào còn chưa nở hoa, ở đình đài phía bên phải truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn, đó là nữ tử nhà ai. Câu hỏi của thái giám kia tất nhiên ý chỉ Trần Dung. Dẫn đường cho Trần Dung vốn là thái giám đầu lĩnh, nhưng vì quần bị ẩm ướt, hắn vừa vào cung thì đã giao Trần Dung cho một tiểu thái giám, còn bản thân được bọn thái giám nâng đỡ rời đi. Tiểu thái giám kia mới 15, 16 tuổi, hắn nghe thấy tiếng hỏi sắc nhọn, lập tức dùng mình, vội vàng thi lễ, cười tươi định mở miệng. Cũng không chờ hắn nói chuyện, người có giọng sắc nhọn đã không chút khách khí ra lệnh, đánh xe lại đây. Mệnh lệnh vừa dứt, Sa Phu không nói hai lời đánh xe ngựa, hướng tới Lương Đình. Trong ngoài Lương Đình có năm sáu thái giám cung nữ đứng đó. Một người tầm 30 tuổi trắng trẻo mập mạp đang ngồi giữa đình đài. Giờ phút này, kẻ mập mạp kia hai tay bắt lấy cánh tay của hai thái giám bên cạnh, gương mặt ửng hồng. Mà dưới khố của hắn, Bên dưới trường bào rộng đang có cái gì đó nhúc nhích. Nhìn kỹ lại thì thấy lộ ra một bóng dáng tinh tế yểu điệu của nữ tử. Dường như còn có thể trông thấy đầu nàng đang chuyển động. Trần Dung chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên. Nàng hơi nhếch môi, nhanh chóng rời tầm mắt. Mà lúc này, kẻ mập mạp kia hai chân dần dần banh thẳng, đột nhiên, hắn kéo nữ tử dưới thân ra, nhấc hạ thân lên đem vật kia nhét vào miệng nàng ta trần dung mím môi lúc này bên tai nàng vẫn đang quanh quẩn tiếng hát vang của nam tử hoàn thị bị giết kia lúc này nàng cũng có một loại xúc động muốn cất cao giọng thét dài đây là một loại xúc động tuyệt vọng cùng bi thương thái giám kia không biết nói câu gì chỉ thấy kẻ béo trắng kia hữu khí vô lực mỏi mệt phất phất tay nói mỹ nhân của vương hoàng sao không gặp không gặp hiện tại không muốn gặp. Hắn vung tay lên, vì thế xe ngựa của Trần Dung lại tiếp tục chạy tới chỗ của Hoàng đế. chương 154, Vui Sướng Phòng ốc ở Hoàng Cung đều là lầu các làm bằng gỗ, tầng tầng lớp lớp, tinh mỹ vô vàn. Dọc theo đường đi, cây cối hai bên đường treo đầy vải lụa trắng hoặc phấn hồng cùng đèn lồng, còn có túi hương, trên đó thậm chí còn treo bình hồ lô, miệng hồ lô được mở nút, nùng hương phát mũi chậm rãi, xe ngựa ngừng lại. Trần Dung nghe thấy tiểu thái giám cung kính nói, hoàng vận tử phụng chiếu tiến đến. Một hồi lâu, một giọng nói mang ý cười truyền đến, "Bệ hạ không ở đây, tiên cô tự đến Vân Đình đi." Tiểu thái giám đáp vâng, vì thế, xe ngựa lại chạy về phía trước. Chỉ chốc lát, tiểu thái giám ở bên ngoài kêu, "Tiên cô, phía trước là Vân Đình rồi." Trần Dung lên tiếng được hắn đỡ bước xuống xe ngựa. Chỗ nàng đến là một hoa viên, bên ngoài hoa viên là đủ loại cây lê cây đào, mà vây quanh hai loại cây này vào giữa là từng gốc cây trương cây rong cây tùng cành lá sung xuê. Trần Dung nghiêng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái thì trông thấy trong đám lá cây tùng thấp thoáng một đình đài. Tiên cô, bệ hạ nói, người tự đi trước đi. Tiểu thái dám thấy Trần Dung vẫn đứng yên đó thật lâu, lập tức nhắc nhở nơi này vẫn là đầu mùa xuân, nhưng trong hoa viên rừng cây đã cực kỳ sum xuê. Đi qua đường nhỏ ngoằn nghèo, Trần Dung có chút kinh ngạc. Nơi này thực im lặng, chung quanh không có thái giám cũng không có cung nữ. Nàng trần chờ một hồi, mới lại đi tiếp. Chưa đến một khắc, một đình đài xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng. Dưới cây cột bên trái của đình đài có một người đang ngồi đó trần dung nhẹ bước đến gần người này mặc trường bào sắc đậm đội mũ bạch ngọc rất có tinh thần hắn đang ngồi xổm trên đất cầm trong tay một nhánh cây chuyên chú nghịch gì đó trần dung lặng lẽ ló đầu nhìn ngắm một lúc lập tức nhận ra người này đúng là bệ hạ cũng không biết đang đùa cái gì mà lại nghiêm túc như thế trần dung bước lên phía trước hai bước cúi đầu đứng ở một bên nàng cúi đầu vẫn không nhúc nhích bốn phía chim hót chiêm chiếc qua hồi lâu cũng không thấy bóng dáng bận rộn kia phát hiện ra mình trần dung do dự một chút nàng nghiêng đầu suy nghĩ tới tình cảnh gặp hoàng đế lần trước kia chỉ chốc lát nàng nhấc chân bước tới sau lưng hoàng đế trần dung lại ló đầu xem xét ôi hoàng đế này đang nghịch con kiến sao tay trái hắn cầm một nhánh cây không ngừng đẩy con kiến đang muốn chui ra ngoài ổ dưới cột đá trở về tay phải thì cầm chén ngọc đem từng hột cơm để bên ngoài ổ hắn chơi thật sự chuyên chú mắt cũng không hề chớp trần dung nhìn ngắm không khỏi cảm thấy buồn cười nàng nhẹ bước lên phía trước ngồi xổm xuống bên cạnh hắn cùng hắn nhìn con kiến này hoàng đế buông cành cây con kiến chuyển nửa ngày cũng chỉ là xoay qua xoay lại. Thấy bọn nó chậm chạp không trở về ổ, hoàng đế không khỏi có chút sốt ruột. Lập tức, hắn từ trong chén lấy ra mấy hột cơm, lấp đầy miệng ổ kiến. Tức thì, hắn cảm giác được bên cạnh ấm áp, liền nghiêng đầu qua. Lần này, hắn đối mặt với Trần Dung cũng đang nghiêm túc nhìn đàn kiến, ngón tay trắng nõn vun bùn trên mặt đất, nhốt con kiến lại hoàng đế nhìn về phía mấy con kiến chỉ xoay quanh rồi nói như vậy không vây khốn được chúng nó hắn vừa nói vừa nắm thêm bùn ở chỗ trần dung vun bên ngoài tạo nên một tường đất sau đó hắn nhe răng vui vẻ cười nói như vậy mới được trần dung suy nghĩ một hồi nói tường không đủ cao có hai con kiến đã bỏ lên trên tường đất đang chuẩn bị bò xuống dưới hoàng đế vừa thấy vội vàng lại đắp thêm bùn vừa làm hắn vừa hỏi nàng đã ăn cơm chưa trần dung cũng cầm một nắm bùn cẩn thận sửa tường đất lại lắc đầu nói đang muốn ăn người của ngài tới gọi rất đói bụng rồi lời này vừa nói ra hoàng đế ha hả cười hắn vỗ hai tay kêu lên ta mời nàng ăn trần dung cười nói được đi thôi hoàng đế đứng lên cầm bàn tay nhỏ bé của trần dung Trần Dung tùy ý để hắn nắm, nàng nhìn hoàng đế hai mắt sáng ngời, gương mặt trắng trẻo lộ ra ngây thơ, thầm nghĩ, lúc này bệ hạ thật đúng là một hài đồng. Nàng tinh tường cảm giác được, giờ phút này hoàng đế, cho dù cầm tay nàng, cũng không có suy nghĩ về nam nữ tình trường. Hoàng đế nắm tay Trần Dung đi được mấy chục bước tới bên một hồ nước. Bên hồ nước có mười mấy thái giám thị vệ cung nữ đứng trang nghiêm ở đó. Khi Hoàng đế và Trần Dung lại đây, bọn họ đồng thời cúi đầu, đứng im như tượng gỗ không hề nhúc nhích. Chẫm đói bụng. Vâng, trong tiếng đáp chỉnh tề, các cung nữ bưng tới khăn mặt chậu nước để Hoàng đế và Trần Dung rửa tay, sau đó là dòng người như nước chảy mang tháp và thực hộp đến. Trần Dung tự hồ không chú ý tới, giờ phút này chính mình vẫn đang nắm tay Hoàng đế, cũng không chú ý tới đám cung nữ thị vệ thường thường lén lút liếp nhìn bọn họ tay nắm tay một cái nàng cao hứng nhìn mặt hồ nước gợn nhộn nhạo nhìn trên mặt hồ dương quang chiết xạ ra loang lổ bạch quang cười nói bệ hạ qua một tháng nữa nơi này khẳng định rất đẹp có hoa đào hoa lê làm bạn có liễu rủ bạch dương tôn vinh lẫn nhau nàng quay đầu lại hướng tới hoàng đế nghịch ngợm mở to mắt nhìn cười hì hì nói đi đôi với ánh tịch dương cùng ban mai đầy trời nếu chơi thuyền sẽ là cảnh đẹp tới mức nào hoàng đế theo ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt hồ hắn ngả người nằm xuống đất vươn tay nhặt một chiếc lá bên cạnh lên che mắt nói thầm đẹp thì đẹp nhưng lại không thú vị trần dung nghiêng đầu chậm gì gì nói làm sao có thể không thú vị đây trong nước có cá bơi lội dưới tảng cây có kiến thành đàn trong rừng có chim chóc ca sướng rất náo nhiệt mà dưới lá cây hoàng đế hé miệng cười lộ ra hàm răng tuyết trắng hắn không trả lời trần dung cất cao giọng quát đi xa chút đều đi xa chút vâng tiếng bước chân vang lên mọi người thối lui ra phía sau ngay cả đám cung nữ đang bày rượu thịt cũng dừng động tác trần dung thiết tha nhìn bàn tiệc đầy đạn kia nói thầm ta còn đang bị đói bụng mà lời này vừa thốt ra hoàng đế lại là ha hả cười Hắn đắc ý nói. Vậy nàng chịu đói đi. Trần Dung ngẩn ngơ. Hoàng đế bỏ lá cây xuống, thoáng nhìn qua Trần Dung đang ngây ngốc, lại bật cười. Trong tiếng cười to, hắn lại cầm lá cây lên che mắt, nói. Chậm từ khi ra đời tới nay, còn chưa từng nói chuyện với người có xuất thân như nàng. Thật không ngờ, nữ lang Hàn Vi lại là người sinh động như thế. Nhãn lực của Vương Thất thật khá. Trần Dung ngẩn ra. Nàng nhẹ nhàng cười nói, không phải có người đã nói rồi sao? Đại bàng có sự tiêu giao của đại bàng, chim sẻ có sự khoái hoạt của chim sẻ. Hoàng đế lại là ha hả cười. Đột nhiên, hắn nghiêng người ngồi dậy. Theo động tác của hắn, lá cây rơi xuống. Hoàng đế quay đầu nhìn Trần Dung, hắn mở to mắt nhìn, sau khi liếc qua bốn phía, hắn dựa sát vào Trần Dung, lén lút nói. Nói thật. Dừng một chút, giọng của hắn càng thấp. Nàng còn chưa đến kiến khang, chấm đã nghe qua về nàng, rất muốn gặp mặt. Bọn họ nói, có một nữ lang hàn vi, diện mạo xinh đẹp, lại có dũng khí của trượng phu. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn, nói với Trần Dung. Đánh giá như vậy, nàng có thích không? Trần Dung mở to mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của hắn, nàng lại càng mở to mắt có lẽ là phúc trí tâm linh, Trần Dung nhếch miệng, nói với ngữ khí bất mãn, giàu dĩ. Bệ hạ rõ ràng muốn nói là có một nữ lang hàn vi khi người hồ vây đổ thành mạc dương đã cùng vương thất trải qua hoạn nạn. Nữ lang này bộ dạng phong tao, vương thất thật sự có diễm phúc. Hoàng đế ngẩn ngơ. Hắn chừng mắt nhìn Trần Dung. Bỗng nhiên, hắn cất tiếng cười to. Vừa rồi hắn luôn luôn cười, nhưng lúc đó hắn cũng không chút để ý chỉ có giờ phút này mới là thật sự cất tiếng cười to trong khoảng thời gian ngắn bốn phía cung nữ thái giám đều nhìn về bên này hoàng đế vỗ đùi một cái vui vẻ nói tiểu cô này ha ha thật đúng là trí tuệ tiếng nói vừa dứt hắn thấy trần dung có vẻ buồn bực thì lại cất tiếng cười to vui vẻ một lúc hoàng đế nhếch miệng cười nói cao hứng không một nữ lang hàn vi nho nhỏ vậy mà mọi hành động lại kinh động thiên tử có phải thực sự thỏa mãn thực sự vui mừng hay không trần dung cũng chỉ thở dài một tiếng nàng ngẩng đầu lên ánh mắt u buồn nhìn trời xanh mây trắng nói với ngữ khí vô song bi phẫn vô song tiếc hận nếu sớm biết rằng bệ hạ đã chú ý ta khi trần thị a dung ta mới gặp thiên nhan khẳng định sẽ không cầu bệ hạ cho phép ta xuất gia mà là cầu bệ hạ ban hạ thánh chỉ đem ta tứ hôn cho vương thất ai biết vậy đã chẳng làm thế này lời này vừa thốt ra hoàng đế đầu tiên là ngẩn ra đảo mắt lại phá lên cười có điều lúc này hắn chỉ nở nụ cười một tiếng lại ngả lưng nằm xuống đất hoàng đế nhặt chiếc lá đặt lên mắt hắn nhếch miệng nói nàng không cần nhắc nhở chấm. giọng của hắn có chút tức giận tức giận này thình lình xuất hiện trần dung không khỏi cả kinh đã thấy hoàng đế căm giận ném lá cây ra xa, dầu dĩ khẽ nói. Chấm biết nàng là người của vương thất. Hư. Nói tới đây, hắn xoay người, đưa lưng về phía Trần Dung, hờn dỗi giống như hải tử. Trần Dung đầu tiên là cả kinh, đến khi nhìn thấy thần thái động tác của hắn, lại cảm thấy buồn cười. Nàng cũng nhếch miệng, dầu dĩ nói, ta còn nghĩ rằng bệ hạ sẽ cao hứng mà. Nàng nói tới đây, hoàng đế đưa lưng về phía nàng thẳng lưng hai tai cũng dựng lên trần dung cười tiếp tục êm tai nói nghĩ tới ngày ấy nếu trước mặt mọi người mà tứ hôn lang gia vương thất khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm hắn khẳng định sẽ nhìn ta lại nhìn bệ hạ nhìn ta rồi lại nhìn bệ hạ trần dung dùng một loại ngữ khí sinh động lặp lại tình cảnh trong tưởng tượng lắng nghe hoàng đế nhịn không được cười ra tiếng hắn đầu tiên là thấp giọng cười nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng đó hẳn là lang gia vương thất kia không tin vào lỗ tai của chính mình rồi các quần thần cùng đám quý tộc hai mặt nhìn nhau đám hủ nho trợn mắt há hốc mồm thầm mắng là hoang đường liền cảm thấy rất thú vị hơn nữa càng nghĩ càng thú vị hoàng đế lại cười ha hả liên tục nói không sai không sai rất thú vị hoàng đế có tâm tình vô cùng tốt hắn xoay người lại đối mặt với trần dung hai mắt trong suốt nghiêm túc đánh giá nàng. Hoàng đế hướng tới gần nàng, thấp giọng nói. À, thời điểm không có ai, nàng gọi ta là Tư Mã Trương đi, ta thích nghe vậy. Trần Dung gật đầu. Hoàng đế lui về phía sau, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Người đâu, dọn đồ ăn. Mệnh lệnh vừa vang lên, người đứng cách đó hơn 50 bước, tựa như đầu gỗ bắt đầu động đậy. Rượu thịt được bày lên liên tiếp. Sau đó, Trần Dung ngồi đối diện với hoàng đế, hoàng đế vươn chiếc đũa, gắp một viên thịt đưa đến bên miệng, tự mình bưng lên đồ ăn, rồi đặt trước mặt Trần Dung, lúng búng nói: "Ăn ngon lắm, nàng nếm thử đi." Trần Dung lên tiếng, nếm hai miếng rồi liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát, hoàng đế uống rượu, lại hỏi: "Đồ ăn trong cung thế nào?" Trần Dung phun từ không rõ trả lời, rất ngon. Nàng gật đầu, nói: so với bên ngoài ngon hơn hoàng đế nghe vậy lại lên tiếng cười một hồi hắn tự mình rót một cái chén ngọc bên trong là nước rượu màu vàng nhạt nói nếm thử chờ trần dung uống một hớp lớn hắn hỏi tư vị thế nào lúc này trần dung đang gian nan nốt xuống nghe vậy nàng mang vẻ mặt đau khổ trả lời đắng chát quá dừng một chút nàng bổ sung một câu giống như nước đun sôi từ cạn rượu vậy bộp bộp, hoàng đế vỗ tay mừng rỡ, hắn cười đến hai mắt đều híp thành một đường, vội vàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hắn dựa sát vào Trần Dung, lén lút nói. Đây vốn là nước đun sôi từ cạn rượu. Trong ánh mắt mở lớn của Trần Dung, hắn chầm chập nói, chậm mỗi lần mở tiệc chiêu đãi cung phi đại thần thì luôn làm bộ uống rồi khen ngon. Nàng đoán xem, sau đó thế nào? Trần Dung ngẫm nghĩ, hỏi, có phải nhóm cung phi đều yêu thích hay không? Hoàng đế dùng sức gật đầu, hắn híp hai mắt tươi cười khả cúc nói. Sau khi chẫm làm như vậy vài lần, mỗi khi các nàng có yến tiệc, nếu thấy có rượu này đều phải uống một chén. Nàng cũng nếm thử rồi đó, rượu này rất đắng chát, sau khi bọn họ uống vào cũng không còn thấy thèm ăn nữa. Ai, trong hai năm nay, không biết có bao nhiêu mỹ nhân bị gầy đi mất rồi. Trần Dung ngẩn ngơ, đảo mắt, nàng lấy tay áo che miệng, rốt cuộc nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Nụ cười này của nàng đưa tới vô số ánh mắt chú ý. Bữa cơm này hai người ăn ước chừng mất một nửa canh giờ. Đồ ăn vừa nguội đã được hâm nóng, hâm nóng rồi lại bị nguội. Bất chi bất giác, hai người cũng càng dựa vào gần hơn. Nghe bệ hạ cửu ngũ trí tôn nhất nhất kể lại mọi chuyện của bản thân từ nhỏ đến lớn, Trần Dung ôm bụng cười suýt nữa không thở nổi trên con đường nhỏ. Tiểu thái dám cung kính đi ở phía trước, nói: "Lang quân, bọn họ là ở chỗ này." Dứt lời, hắn lui về phía sau nửa bước, để mỹ thiếu niên áo trắng như tuyết, trường bào dài, phiêu nhiên như tiên lướt qua mình, xuyên qua đám cây liễu đi tới. Mỹ thiếu niên vừa mới tới gần thì nghe thấy tiếng cười to truyền đến. Đây là tiếng cười của hoàng đế, hắn rất rõ ràng. Nhưng mà trong tiếng cười của hoàng đế, không ngờ còn có một giọng nữ thanh duyệt vi mỹ. Giọng nữ này cười rất vui vẻ. Bước chân của Mỹ thiếu niên không khỏi chậm lại. Đúng lúc này, Mỹ thiếu niên đi tới chỗ cách hai người chưa đến hai mươi bước đang định lộ diện thì nghe thấy hoàng đế gọi. A à, Dung. Trần Dung mỉm cười quay đầu, khóe mắt nàng vì cười mà lấp lánh ánh lệ. Lệ càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, xinh đẹp đến cực điểm. Hoàng đế nhìn Trần Dung như vậy, ánh mắt thất thần, bất chi bất giác, hắn dựa sát vào nàng hơn một chút, nói với giọng vừa ôn nhu vừa nghiêm túc. A à Dung, nữ lang như nàng, chấm bình sinh ít thấy. Không bằng, nàng gả cho ta đi. Dưới ánh mặt trời, hắn lộ ra hàm răng tuyết trắng, cười rất dạng dỡ. Lang gia vương thất không thể cưới nàng làm thê, chấm lại không để ý. Nàng chờ hai ba năm, chấm sẽ phong cho nàng làm hoàng hậu như thế nào? Giọng của hoàng đế thanh thanh lanh lành, tươi cười rạng rỡ như hoa nở rộ trong mùa xuân, như thái dương mùa hè, sáng ngời, trực tiếp, trói dọi nóng bỏng, đâm vào lòng vào mắt người. Dưới tàng cây liễu, Mỹ thiếu niên vừa định bước vào lại rừng chân đứng yên lặng. chương 155, tình chân tình giả. Chậm rãi, vương hoàng cười cười. Chàng bước ra một bước rồi gọi. Bệ hạ, sau đó thi lễ vương hoàng tao nhã nói vương hoàng gặp qua bệ hạ giọng của chàng làm hai người bừng tỉnh trần dung đang cười vui vẻ ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía chàng mà ở bên cạnh nàng hoàng đế cũng là tươi cười cứng ngắc chừng mắt nhìn vương hoàng vẻ mặt không vui không cần phải nói rõ vương hoàng chậm rãi mà đến trên mặt chàng mang theo ý cười thản nhiên có chút cung kính cũng có chút tùy ý liếc nhìn Trần Dung ngồi ở bên cạnh hoàng đế một cái, khóe miệng vương hoàng khẽ cong, chàng nhìn chằm chằm hoàng đế, từ từ nói. "Hoàng vận tử là danh hào bệ hạ ban cho, không thể vui đùa." Giọng của chàng rất nhẹ, thực ôn hòa, tươi cười thực tùy ý, khóe miệng khẽ nhếch. Dù là hoàng đế hay là Trần Dung đều tinh tường cảm giác được, trong lời này của chàng mang theo uy hiếp. Hoàng đế ậm ừ một tiếng, hắn lặng yên hiểu ra vỗ vỗ cái chán của mình kêu lên lại có việc này sao đúng rồi đúng rồi a dung đã bị trẫm hạ lệnh xuất ra hắn nói tới đây quay đầu lại sau khi nghiêm túc đánh giá trần dung một phen hoàng đế vỗ đùi một cái thật mạnh kêu lên có biện pháp rồi hắn hướng tới gần trần dung nhỏ giọng tế khí giải thích a dung không biết đúng không toàn bộ thiên hạ đều nói trẫm là hôn quân là người đứng đầu về hồ nháo hoang đường. Hai mắt hắn phát sáng, nghiêng đầu, nói với vẻ hứng thú. Nàng nói thử xem, nếu hoàng hậu của trẫm chính là một nữ quan, không phải chưa từng có ai làm như vậy sao? Có phải sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ hay không? Nói tới đây, hoàng đế liếc nhìn vương hoàng một cái, nói với chàng đang nở nụ cười gượng gạo. Thất lang không biết chẫm sao. Người như chẫm, phàm là thế nhân khinh thường không cho phép lại càng thích động vào bằng không, sao có thể xứng với danh xưng đứng đầu về hoang đường đây? Hắn nói tới đây, giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vương hoàng, đột nhiên hỏi. Hay là thất lang vì A Dung mà đến? Hắn chừng mắt nhìn vương hoàng, kéo Trần Dung ra phía sau, nhíu mày, nghiêm túc nói. Phụ nhân này có thân phận ti hàn, không phải thất lang không muốn sao? Nếu khinh thường thì tặng cho chấm đi hắn thuận tay lấy chén ngọc ở bên cạnh ra, đặt trước mặt vương hoàng, khách khách khí khí thương lượng. À, dùng cái này đổi người đi. Vương hoàng cứng đờ ngay tại chỗ. Bất chi bất giác, chàng chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung. Hai mắt chàng trong suốt như nước, thực ôn nhu, sóng mắt lưu chuyển, giống như chàng đang lặng lẽ nói nhỏ với nàng. Trần Dung chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được, chàng muốn nàng mở miệng chàng nhìn nàng như vậy ánh mắt kia vẻ mặt kia tựa hồ chắc chắc trần dung sẽ mở miệng nói rõ với hoàng đế cả đời này của nàng chính là người của vương hoàng chàng ngoại trừ chàng nàng sẽ không đi theo bất cứ một nam nhân nào trong thiên hạ trần dung giật mình không khỏi nghĩ ngợi chẳng lẽ ta gặp nhiễm mẫn cùng với nhiễm mẫn nói gì đó chàng đều biết sao trần dung rũ hai mắt nàng né tránh ánh mắt của vương hoàng Hoàng đế nghiêng đầu, hắn nhìn Trần Dung, lại nhìn Vương Hoàng, nhìn Trần Dung, rồi lại nhìn Vương Hoàng. Chậm rãi, hắn nheo lại hai mắt, cười rất thoải mái. Trong sự vui sướng, hắn tiếp tục đặt thêm chén ngọc vào trong lòng Vương Hoàng, nghiêm túc nói. Thất lang, nhận lấy đi. Thấy Vương Hoàng vẫn đang nhìn Trần Dung, miệng hắn khẽ nhếch, nói với vẻ tùy hứng lại có chút vô lại. Thất lang, thất lang, người hãy thu nhận đi. Vừa nói, hắn vừa cầm chén ngọc mặt trên còn dính chút đồ ăn thừa lấp đầy trong lòng của vương hoàng. Vương hoàng lui ra phía sau một chút, chàng thu hồi ánh mắt ẩn tình nhìn Trần Dung, hướng tới hoàng đế vái chào thật sâu, cười khổ. "Bệ hạ nói đùa rồi." Khi thốt ra năm chữ này, chàng liếc nhìn về phía rừng cây một cái. Ngay lúc hoàng đế không thuận theo không buông tha tiến lên một bước, muốn đem chén ngọc đặt vào trong lòng chàng một vị thái giám lớn tuổi từ trong rừng cây vội vàng chạy ra đến phía sau hoàng đế nhỏ giọng kêu lên bệ hạ triệu thái phó đang đi về phía bên này hoàng đế không vui dừng lại động tác thuận tay đặt chén ngọc xuống tháp hắn nhăn lại mày rậm tại sao lại nhanh như vậy làm như cố ý làm như vô tình hắn khoái hoạt liếc nhìn vương hoàng một cái mặt nhăn mày nhó dầu dĩ nói thật sự là không thú vị Tại sao tới nhanh như vậy chứ? Hắn phất ống tay áo, xoay người đi về hướng ngược lại. Chân sải từng bước dài, đảo mắt đã đi thật xa. Nhìn thấy hắn đi xa, Vương Hoàng chuyển mắt nhìn Trần Dung, chậm rãi đến gần nàng. Ngay khi chàng đến trước mặt Trần Dung, cúi đầu, chuẩn bị mở miệng, hoàng đế dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng dừng lại, quay đầu. Hắn nhìn về phía Trần Dung, nhìn thấy vương hoàng dựa vào gần trần dung như thế, hoàng đế kêu lên. Vương gia lão thất, hoàng vận tử chính là người xuất gia, người dựa vào nàng gần như vậy làm gì? Hắn nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm vương hoàng, hoài nghi nói thầm. Chấm là người hoang đường, nhưng cũng chưa từng nghe qua, vương thất ngươi cũng là người hoang đường như thế. Lầm bầm đến đây, hắn cất cao giọng, nghiêm túc nói với vương hoàng. Vương thất lang, Hoàng vận tử này là nữ quan do chính chẫm thân phong đó. Nghe nói ngươi là vì bằng hữu chi nghĩa, nguyện ý chiếu cố nàng, điểm này khiến chẫm thực cảm động. Dừng một chút, hắn cẩn thận chứng thực. Này, không phải là người muốn cùng nữ quan có quan hệ không trong sáng đấy chứ? Trong lời nói của hoàng đế, vui vẻ, vừa tùy hứng, lại thẳng thắn trực tiếp. Vương hoàng tuy là cơ trí hơn người, lúc này cũng chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, không thể nói gì để phản bác. Hoàng đế cũng không chờ Vương Hoàng trả lời, hắn chính là cực độ hoài nghi chừng mắt nhìn Vương Hoàng một cái, khi chuyển sang Trần Dung, tươi cười lại nở rộ, nói với giọng cực thân thiết. Trần Dung đừng sợ, hết thảy đã có chấm, chấm sẽ che chở nàng. Hắn cao hứng xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn đi được hai bước, lại quay đầu, tươi cười dạng dỡ nhìn Trần Dung, Hoàng đế kêu lên. A à Dung, lời chấm nói vừa rồi, nàng phải nhớ trong lòng đó, lần sau chấm thấy, hy vọng sẽ nhận được đáp án vừa ý. Nghiêm túc nói với Trần Dung hai câu, đến khi nàng khom người xác nhận, hoàng đế mới vung tay áo dài, cao hứng phấn chấn rời đi. Chỉ chốc lát, bóng dáng của hoàng đế đã biến mất ở trong rừng cây. Khi xác định hắn đã rời đi, vương hoàng mới thấp giọng nói. Đi thôi. Chàng xoay người liền bước đi nhìn thấy trần dung không động đậy vương hoàng ngừng bước quay đầu chàng lẳng lặng nhìn nàng thấy gương mặt nàng yên tĩnh thì mỉm cười nói a à, dung nơi đây không thể ở lâu trong giọng nói có sự lạnh lẽo tương phản với nụ cười của chàng trần dung liếc nhìn chàng một cái cất bước tiến lên hai người một trước một sau đi về phía trước vương hoàng bước đi bước chân càng lúc càng nhanh dần dần Trần Dung có chút không theo kịp, nếu không theo kịp thì đi chậm lại, thong thả dạo bước. Vương Hoàng cứ đi lại cảm giác được phía sau hoàn toàn im lặng, đành quay đầu lại. Trần Dung đã cách xa hơn trăm bước. Nàng đang bước đi chậm rãi, giờ phút này vẻ mặt nàng bình yên, ánh mắt trong trẻo. Đạo bào màu vàng mặc ở trên người nàng, ngoài sự diễm lệ lại có thêm hai phần xuất trần, mà vẻ phong lưu quyến rũ không hề giảm bớt. Vương Hoàng lặng lặng nhìn nàng. Một hồi lâu, Trần Dung mới đi tới phía sau chàng, thấy chàng nhìn mình, Trần Dung nâng hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, Trần Dung thản nhiên cười, nét mặt tỏa sáng, vô cùng sung sướng. Hiển nhiên, tâm tình của nàng rất tốt. Vương Hoàng thu hồi ánh mắt, không nói hai lời lại cất bước. Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới bên xe ngựa. Trần Dung vừa lên xe ngựa liền kéo rèm xe xuống, dựa về phía sau âm thầm suy nghĩ từ mã Trương này đúng là người thú vị chính là không biết lời hắn bảo ta theo hắn có một phần nào là thật hay không vừa mới nghĩ đến đây Trần Dung đã lắc đầu ngẫm nghĩ quả nó là thật hay là giả làm gì có thêm một hoàng đế làm núi cao để dựa vào hẳn cũng không phải là chuyện xấu mà nàng mỉm cười nghiêng đầu dựa vào tháp lại suy nghĩ nếu có hoàng đế giúp đỡ dù là rời khỏi kiến khang hay là mua điền sản sẽ không phải là việc khó đúng không Ờ, đợi chút đi chờ vương hoàng cưới thê ta sẽ rời khỏi nơi đây này khuôn mặt này lại gây họa tới lúc đó nhất định ta sẽ ra tay phá hủy nó nghĩ đến đây trần dung nhắm hai mắt dưỡng thần đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói thanh nhuận của vương hoàng a à, dung trần dung không chút để ý đáp vâng qua một hồi lâu, Vương Hoàng mới thấp giọng nói. Lời nói của bệ hạ, nàng không thể tin tưởng. Trần Dung vốn không tin, nhưng lúc này nàng cũng mở mắt ra, có chút tò mò nhìn bóng người ngoài rèm xe. Nàng nhận ra trong giọng nói của Vương Hoàng dường như ẩn chứa thêm điều gì. Lại qua một hồi lâu, Vương Hoàng mới nhẹ nhàng nói. Trong hậu cung của Tư Mã Trương đều lấp đầy người của các đại gia tộc, trong số phi tử của hắn không có một ai là người đơn giản ngay cả hoàng hậu nương nương hiện tại lai lịch cũng không hề tầm thường a à dung đừng tin hắn ba chữ cuối cùng cực thấp cực ôn nhu dường như còn có sự mềm mại loại mềm mại này tựa như vì tình cảnh hôm nay chàng không thể khống chế hành vi của nàng mà mang theo một loại nỉ non bốc đồng trần dung rũ hai mắt khẽ lên tiếng vâng nàng trả lời không chút để ý dường như đáp ứng cũng dường như nói cho có lệ. Vì thế, rèm xe sốc lên, gương mặt thanh hoa tuấn giật của Vương Hoàng xuất hiện trước mắt Trần Dung. Chàng nhìn Trần Dung chăm chú. Lại một lần nữa, ở trên gương mặt nàng chàng thấy được vẻ yên tĩnh. Chậm rãi, Vương Hoàng thở dài một tiếng. Trần Dung nghe thấy chàng thở dài, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chàng, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Vương Hoàng trả lời, không sao giọng nói nhẹ hẫng. Chàng nói không sao, Trần Dung không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ cúi đầu, khi Vương Hoàng Trần chờ chuẩn bị kéo rèm xe xuống, giọng nói Trần Dung như có như không chuyển đến, thất lang. Vương Hoàng quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu mang theo cổ vũ. Trần Dung không nhìn chàng, nàng vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói với vẻ mặt yên tĩnh như nước, nếu chàng muốn thành thân, hãy báo trước cho ta biết mấy ngày. Được không? Nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt không sầu không vui, Vô Ba Vô Lan, khi đối diện với ánh mắt của Vương Hoàng, miệng nàng bất giác cong lên, nhẹ giọng nói, trước khi báo cho mọi người biết thì báo cho ta biết đã, được không? Tuy là cười, nhưng trong ngữ điệu lại lộ vẻ ôn nhu. Nàng là đang cầu chàng, đang mềm giọng cầu chàng. Không biết vì sao, Vương Hoàng xoay người lại. Chàng nhìn Thanh Sơn lấp ló nơi xa, Ngón tay thon dài vươn ra kéo rèm xe xuống, ngăn cách khuôn mặt của nàng. Chàng không trả lời nàng. Chương 156, coi là lang quân. Cách qua rèm xe, nhìn bóng dáng mơ hồ của vương hoàng, Trần Dung cười cười, xem ra là không muốn rồi. Đúng lúc này, tiếng ồn ào náo động truyền đến, trong đó có tiếng cười của nữ tử, tiếng gọi của thiếu niên. Trần Dung ngẩn ra, xuyên thấu qua rèm xe nhìn ra bên ngoài. Hiện tại, xe ngựa của hai người còn chưa ra khỏi hoàng cung. Tiếng cười kia là từ bên trong hoàng cung truyền đến, càng lúc càng gần vương hoàng và Trần Dung. Trong nháy mắt, một nữ tử vui mừng kêu lên, "A, à, là xe ngựa của Thất Lang." Một nữ tử khác kinh ngạc hỏi, "Thất Lang? Thất Lang nhà ai vậy?" Nữ tử lúc trước lớn tiếng kêu lên, "Trong thiên hạ, ngoài Lang gia Vương thị, còn có Thất Lang nhà ai xứng với danh hiệu này?" khi nữ tử thứ hai còn có chút mơ hồ một thiếu niên cười nói y không biết kiến khang có tuấn mỹ nhất là thất kiệt của dũ gia phong lưu tột cùng là tạ hạc đình giống như thần tiên trên trời là vương thất lang mà vương thất lang chính là vị đang ngồi ở trong xe ngựa kia lời thiếu niên vừa dứt vài nữ tử đồng thời kêu lên vui mừng đúng lúc này một nữ tử cất cao giọng không khỏi hờn giận nói ở giữa hoàng cung ồn ào náo động làm chi chính là cửu công chúa tiếng ồn ào đồng thời dừng lại tiếng bánh xe ngựa truyền đến chỉ chốc lát trần dung nghe thấy giọng của cửu công chúa ôn nhu lộ ra khiếp ý nói nhỏ a hoàng gặp qua thất lang mấy ngày không gặp thất lang mạnh khỏe chứ giọng thấp mà nhẹ vô cùng cẩn thận vương hoàng cười cười giọng nói thanh nhuận của chàng thản nhiên truyền ra tạ cửu công chúa hỏi thăm vương hoàng vẫn khỏe. Nàng ta tự xưng là A Hoàng, chàng lại gọi nàng là cửu công chúa, ngữ khí mặc dù ôn hòa lại lộ ra một loại bất hòa. Cửu công chúa hơi hé miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút ủy khuất. Lúc này, nàng ta chuyển mắt, nhìn về phía xe ngựa Trần Dung. Liếc nhìn xa phu đến từ vương phủ, cửu công chúa hỏi, trong xe là người nào vậy? Lúc này, chúng thiếu niên nữ tử đã vây quanh, trong ánh mắt tò mò của mọi người sa phu cung kính trả lời hồi bẩm cửu công chúa trong xe ngựa là hoàng vận tử tiên cô mấy chữ hoàng vận tử tiên cô vừa thốt ra tiếng ồn ào lại nổi lên một nữ tử kêu lên đó là dân đen kia sao nghe nói diện mạo thực tao mị mau mau vén rèm xe lên để cho ta đánh giá nàng ta ở đó kêu vui người bên cạnh kéo kéo cánh tay của nàng Nữ tử ngẩn ra, lập tức hiểu được, nàng ta vội vàng nhìn về phía vương hoàng, nhanh chóng ngậm miệng. Cửu công chúa thi như bị giật mình. Nàng ta nhìn xe ngựa của Trần Dung chân chân một hồi, rồi cười vẻ cao ngạo, hất cằm cao giọng, "Tiên cô thật cao quý, nhìn thấy ta, vậy mà khinh thường không hành lễ sao?" Giọng nói không chút khách khí, đâm thẳng vào màng tai Trần Dung. Trần Dung không hề động Nàng ngả về một bên, một lần nữa nhắm lại hai mắt, nàng đã mang danh hiệu là người của vương hoàng, hiện tại có vương hoàng ở đây, hết thảy đều có chàng chống đỡ. Nàng không cần vì người ta kích động mà lộ mặt, cứ tùy ý để mọi người chào phúng cùng xem thường. Thấy qua nam tử hoàn thị bị giết kia, thấy qua kẻ trung niên ở trong hoàng cung trước mặt mọi người hành dâm kia, dùng cơm nói chuyện với hoàng đế một chút, so sánh quá khứ và tương lai, Trần Dung thầm nghĩ có lẽ nên thay đổi phương pháp một chút. Cửu công chúa thốt ra lời nhìn thấy người trong xe ngựa không nhúc nhích, rèm xe kia cũng không hề lay động dù thì không khỏi tức giận mặt tái xanh. Nàng ta cắn môi, cố nuốt lừa giận, nhìn sang vương hoàng gắt giọng nói, thất lang, thất lang, chàng nhìn xem. Ngoài xe ngựa, tiếng cười của vương hoàng vẫn thanh nhuận ôn nhu. Công chúa, tin cô chính là người thế ngoại, tục lễ nơi Hồng Trần vốn không liên quan đến nàng. Nói tới đây, chàng khẽ nói với Sa Phu. "Đi thôi." Sa Phu lên tiếng, rồi ngựa về phía trước. Bọn họ mới đi một bước, trong tiếng vó ngựa, chúng thiếu niên nữ tử tản ra bốn phía, cố ý vô tình chặn trước mặt bọn họ. Ngay khi xe ngựa của vương hoàng không thể không dừng lại, một nữ tử cắn môi cười duyên, vương thất lang như thần tiên trên trời sao? xin thần tiên ca ca đừng vội rời đi để ta ngắm nhìn một chút vừa nói nữ tử kia vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vương hoàng đánh giá nhìn chàng mắt nàng ta lúng liếng đầu mày cuối mắt mang xuân ý giạt rào giống như nàng ta chúng nữ tử cũng vây quanh vương hoàng nũng nịu đàm tiếu tinh tế thẩm lượng đám nữ tử này người người ăn mặc đẹp đẽ quý giá khí chất kiêu căng các nàng có thể tự do ra vào hoàng cung, lại đối với người và sự việc trong thành kiến khang không rõ ràng lắm, xem ra là nữ nhi của phiên vương các nơi. Vương Hoàng cũng không thấy thú vị, chàng tùy ý để chúng nữ tử vây quanh mình đánh giá từ trên xuống dưới, ước chừng một lát sau, chàng cong môi cười yếu ớt, hỏi, xem xong chưa? Một nữ tử lại cười duyên, lang quân phong thần phiêu giật, tú chất vô song, chỉ mới nhìn vài lần, làm sao đã nhìn đủ phía sau nàng ta một nữ tử khác, có vẻ lớn tuổi hơn một chút, lại có cá tính mạnh mẽ cười khanh khách, kêu lên: "Thiên hạ thế này, nếu có thể mang về phủ, sớm tối nhìn ngắm thì tốt biết bao nhiêu." Lời vừa dứt, tiếng cười nổi lên bốn phía. Trong lúc đó, Cửu công chúa luôn luôn nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Trần Dung, nàng ta cắn môi, tiến lên một bước xốc rèm xe của Trần Dung ra. Tức thì Trần Dung mặc quần áo đạo bào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vốn, chúng thiếu niên nữ tử vẫn thường thường liếc về phía nơi này, có vẻ rất tò mò đối với Trần Dung. Hiện tại, Trần Dung vừa lộ ra, không hẹn mà bọn họ đồng thời tiến lên, vây quanh Trần Dung. Khi bọn họ vây quanh, Vương Hoàng cũng nhích lại gần Trần Dung. Khác với ánh mắt nhìn Vương Hoàng, khi những người này đánh giá Trần Dung đúng là không hề kiêng kể nhìn chòng chọc một lúc, nữ tử có cá tính mạnh mẽ liếc nhìn vương hoàng một cái, đột nhiên kêu lên, đạo cô thật đẹp, theo ta về phủ được không? Nàng ta kêu gọi với Trần Dung. Trần Dung cúi mặt, cũng không ngẩng đầu, chỉ thi lễ, nói với vẻ đờ đẫn, hoàng vận tử là người đã xuất gia. Ta biết ngươi là người xuất gia. Nữ tử kia ngắt lời nàng, ánh mắt sáng quắc đánh giá nàng, nói, như thế nào, ngươi không muốn sao? ngôn từ khí thế bức nhân. Trần Dung nâng mắt nhìn về phía nàng ta. Nàng ta vừa ngẩng đầu, hai mắt chúng thiếu niên sáng ngời, ngay cả nữ tử cá tính mạnh mẽ kia cũng là hai mắt sáng ngời nhìn nàng chăm chú, quả thật không thể rời đi. Trần Dung lặng lặng đón nhận ánh mắt của nữ tử kia, cười cười rồi chuyển mắt nhìn về phía Vương Hoàng. Nàng nhìn Vương Hoàng, không hề nói gì cả, nhưng trong ánh mắt thu ba lưu chuyển, mị ý lưu nhân, rõ ràng là thiên ngôn vạn ngữ. Vương Hoàng vẫn nghiêng người dựa vào thành xe, lười biếng, yên tĩnh nhìn tình cảnh này, khóe môi của chàng vẫn lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, rất nhàn nhã tự tài. Bởi vậy, Trần Dung vừa nhìn như thế, chàng không khỏi giật mình. Gần như theo phản xạ, chàng nâng mắt đón nhận ánh nhìn Trần Dung. Hai người cứ thế đầu mày cuối mắt, các thiếu niên nữ tử ở đây dù đã nghe nói qua hay chưa nghe nói qua đều cảm thấy hiểu rõ. Nữ tử mạnh mẽ kia liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, lại liếc mắt nhìn Vương Hoàng một cái, nàng ta ngẩng đầu lên, không quan tâm hướng về phía Trần Dung kêu lên, tiên cô thật cao quý. Trần Dung rũ mắt, không để ý đến. Tiếp theo, cửu công chúa tiến lên, hai mắt nàng ta bốc hỏa nhìn chằm chằm Trần Dung, bật cười, thế nhân đều nói, đạo gia là tùy ý nhất. Xem thần sắc thân hình của tiên cô, đúng là rất tinh thông thuật song tu đúng không? Lời này chẳng những khí thế bức nhân, hơn nữa cực kỳ khó nghe. Trần Dung ngẩng đầu lên. Nàng liếc nhìn cửu công chúa, nhìn chằm chằm gương mặt tú nhã cao quý, cầm ngẩng cao kia, Trần Dung cười nhạt, ánh mắt lại liếc về phía vương hoàng. Lại một lần nữa, ánh mắt của nàng giống như oán giống như khóc, như có vạn lời muốn nói. Sau đó, trong sự chú mục của mọi người, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng vươn ra, kéo rèm xe xuống, ngăn cách ánh mắt mọi người nhìn về phía mình. Lại một lần nữa bị bỏ sang một bên, cửa công chúa tức giận đến sắc mặt u ám. Ngay khi nàng ta tức giận khó mà kiềm chế, chúng thiếu niên nữ tử bốn phía không kiêng nể gì mà cười vui, vương hoàng lại mở miệng. Giọng của chàng bình thản, hơi lạnh lùng. Cửu công chúa, xin nói năng cẩn thận. Thời điểm chàng không cười có một loại theo cao ngạo phát ra từ trong xương tùy. Đây là sự cao ngạo đã thấm trong huyết mạch mấy trăm năm, thậm chí còn hơn hẳn những người do tư mã thị bồi dưỡng ra. Hơn nữa, giờ phút này vương hoàng lạnh lùng như thế, đây là sự lãnh lùng khiến người ta phải cách xa ngàn dặm. Bất chi bất giác, cửu công chúa dùng mình một cái, chúng thiếu niên nữ tử cũng dùng mình bọn họ nhìn thoáng qua nhau, không tự chủ được lui về phía sau một bước để nhường đường. Mà cửu công chúa, nàng ta yêu quý vương hoàng nhiều năm, thấy qua chàng cười to, cười mỉm, cười đạm mạc, vương gia thất lang ở trong cảm nhận của nàng ta luôn ôn nhu, không chút sợ hãi, không để tâm đến bất cứ sự việc gì. Trước kia, nàng ta đã từng nói năng còn quá đáng hơn thế này vậy mà chàng chưa từng có nửa câu nặng lời. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu công chúa ngây người. Khi hai mắt nàng ta rưng rưng, ngơ ngác đứng đó, xe ngựa của Vương Hoàng và của Trần Dung đã chạy lướt qua. Mãi cho đến khi bọn họ rời đi xa, cửu công chúa đột nhiên dùng tay áo dài che mặt và khóc, nàng ta nức nở kêu lên, thất lang, thất lang chán ghét ta. Trong giọng nói có kinh hoàng cùng sợ hãi. Trần Dung nghe thấy tiếng khóc phía sau. Nàng quay đầu lại liếc nhìn, không khỏi thầm nghĩ, cử chỉ của công chúa của Tư Mã Thị cũng không có chừng mực bằng tỷ nữ của Vương Thị. Nàng vẫn nghĩ rằng, bản thân xuất thân hàn vi, vì vậy luôn thiếu vài phần khí chất tao nhã. Nhưng hiện tại xem ra, công chúa của Tư Mã Thị cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay lúc Trần Dung đang suy nghĩ, bên tai nàng truyền đến giọng nói tựa tiếu phi tiếu của Vương Hoàng. Trước mặt mọi người, A Dung lại đầu mày cuối mắt với ta, Chàng vén rèm xe, ánh mắt sáng ngời, trong ôn nhu mang theo tĩnh lặng nhìn nàng. Lá gan của Khanh Khanh thật không nhỏ. Trần Dung biết, vì sao chàng nhìn nàng như vậy? Vừa rồi có thể nói là nàng đã coi chàng là lang quân, buộc chàng ra mặt thay nàng nói chuyện. Mà chuyện thế này, lúc trước, nàng bận tâm cho chàng nên sẽ không làm như thế. Trần Dung nâng mắt lúng liếng, cười quyến rũ, thất lang, chàng ôn nhu quá nhiều. Như vậy không tốt, thất lang thế này không bảo vệ được A Dung đâu. Lời này nếu như nói là chỉ trích, không bằng nói là Trần Dung đang trần thuật. Lời của nàng vừa thốt ra, Vương Hoàng lại giật mình. Chậm rãi, Vương Hoàng cười, chàng nhẹ giọng nói. Nói vậy cũng không sai. Sau đó, chàng cũng không quay đầu lại mà tiếp lời. Truyền lời ra ngoài, nói cửu công chúa có nguồn từ thô tục không chịu nổi, bị vương thất nhục nhã. Mệnh lệnh vừa đưa ra, một người đứng phía sau đáp. Vâng. Người nọ vừa đi, Vương Hoàng lại quay đầu nhìn về phía Trần Dung. chương 157, nàng lại là của ta. Chàng nhìn nàng chăm chú. Chậm rãi, chàng vươn tay ra với nàng, ánh mắt như nước, nói với giọng ôn nhu vô hạn. A à, Dung, lại đây, qua xe ngựa của lang quân ta đi lúc này tươi cười trên mặt vương hoàng mặc dù nhợt nhạt nhưng lại thoải mái, sung sướng. Vừa rồi vì đối phó với đám nữ tử vương thất, Trần Dung coi chàng là lang quân. Nhưng đồng thời, Trần Dung biểu lộ ra là tư thái hoàn toàn khác với từ trước, không phải là vẻ lạnh lẽo cự tuyệt mà là một loại cảm giác khi bọn họ vừa mới quen biết, có giả hoạt, còn có tự tin, thậm chí có thể nói là tùy hứng. Đối mặt với Vương Hoàng đang vươn tay ra, hiện tại đến phiên trần dung giật mình nàng rũ hai mắt sau một lúc lâu nàng đặt tay lên tay chàng ngay khi hai tay chạm nhau ngón tay của vương hoàng không thể tự ức chế run rẩy một chút mà hai mắt chàng nhìn về phía nàng ngoài sự trong trẻo còn lộ vẻ vui mừng nàng rốt cục không hề cố chấp nữa sao hai chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại vương hoàng nắm tay trần dung ánh mắt ôn nhu vui mừng nhìn nàng kéo nàng tới xe ngựa của mình. Khi Trần Dung vừa lên xe ngựa, Vương Hoàng đã mở rộng hai tay, ôm nàng vào trong lòng. Chàng ôm nàng rất chặt, ấn mạnh nàng vào trong ngực. Chàng ôm rất chặt, làm Trần Dung khó có thể hít thở. Trần Dung không hề dãy giụa, nàng im lặng tựa trong lòng chàng, tùy ý để vòng ôm mạnh mẽ hữu lực của chàng vây quanh mình. Vương Hoàng cúi đầu, chàng dán mặt lên gáy nàng giọng nói có chút rối loạn cười nói a à dung hôm nay ta thật sự chàng nuốt lời còn lại muốn nói xuống chỉ chạm vào sau gáy nàng rồi nói a à dung ta hiện tại rất sung sướng vương hoàng có tính cách trầm tĩnh nội liễm nhắc tới hai chữ sung sướng này dường như không thể áp chế mà bật ra khỏi miệng trần dung rũ mắt nàng tựa hồ không cảm giác được sự kích động cùng vui mừng của chàng chỉ nhẹ nhàng hỏi ta là một nữ quan cứ thế ngồi trong xe của chàng có gì đáng ngại hay không vương hoàng ôm nàng trở nên ngẩn ngơ cảm giác được của chàng cứng đờ trần dung chậm rãi ngăn hai tay chàng muốn dãy ra vương hoàng không buông chàng cúi đầu nói với giọng mềm mại a à dung để ta ôm một cái chàng ôm nàng môi nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng nhắm hai mắt thì thào nói a à dung để ta suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút sẽ luôn có biện pháp làm cho bệ hạ quên nàng, để nàng thoát khỏi danh phận nữ quan này. Lời của chàng vừa dứt, Trần Dung liền quay đầu lại. Nàng ngoái đầu nhìn chàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong ánh nhìn chăm chú của vương hoàng, Trần Dung thản nhiên cười, nói, "Không cần, hiện tại ta rất tốt." Nàng ung dung tiếp lời, "Sinh tử không thuộc ý chí của bản thân, thất lang cần gì phải luẩn quẩn trong lòng?" Trói buộc A Dung ở bên cạnh chàng, Nàng ta nghễ nhìn chàng, cười rất tùy ý, như bây giờ không tốt sao? A à dung cả đời làm nữ quan, thất lang cưới thê của chàng, nạp thiếp của chàng. Như vậy còn không được sao? Những gì chàng muốn đều sẽ có được, vậy còn chưa đủ ư? Vương Hoàng nhìn Trần Dung. Cánh tay chàng ôm nàng trở nên cứng đờ, đột nhiên, chàng cảm thấy trong miệng đắng chát, đột nhiên, chàng cười không nổi. Đúng lúc này Tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay sau đó, một giọng nói sắc nhọn từ bên ngoài truyền đến, "Hoàng vận tử tiên cô có ở đây không?" Đây là giọng tiểu thái giám nghênh đón nàng vào cung. Trần Dung ngẩn ra, vội vàng đáp, "Ở đây." Thái giám kia lau mồ hôi, cười nói, "Thật tốt quá." Bệ hạ nói, hắn phát hiện ra một trò rất thú vị, mời tiên cô nhanh chóng hồi cung, vui chơi với người. Dừng một chút, hắn còn nói thêm bệ hạ còn nói nếu vương thất dây dưa tiên cô không rời thì để vương thất đi cùng với tiên cô bệ hạ còn nói vương thất cũng là người làm chuyện hoang đường người cam đoan sẽ không nói cho người khác biết giọng của thái giám sắc nhọn lời truyền ra rõ ràng làm người qua đường đều dừng chân kinh ngạc đánh giá như vậy còn nói là cam đoan không nói cho người khác biết sao lại một lần nữa vương hoàng ngẩn ngơ trong miệng của chàng lại có chút đắng chát lúc này quý nhân trong xe ngựa người qua lại bốn phía tụ tập càng nhiều bọn họ nói nhỏ sau một lúc rồi hưng trí bừng bừng nhìn về phía vương hoàng thường thường có một hai tiếng người nói chuyển đến đây là xe ngựa của lang gia vương thất bệ hạ nói hắn hoang đường không biết là hoang đường thế nào trong xe ngựa chắc chắn có huyền cơ mau xốc lên nhìn xem tiếp theo vài nữ tử yêu kiều cất tiếng gọi, thất lang thất lang, mau mau lộ diện để chúng ta đánh giá. Trong tiếng kêu, tiếng cười lộn xộn, tay vương hoàng vẫn ôm eo nhỏ của Trần Dung. Chàng cúi đầu xuống nhìn Trần Dung. Lúc này trên gương mặt thanh diễm của Trần Dung mang ý cười thản nhiên, nàng như chim nhỏ nép vào trong lòng mình, vẻ mặt ánh mắt đều có sự ôn nhuyễn triển miên mà chàng luôn mong muốn. Vấn đề là, thời cơ không đúng, Thật sự không đúng. Ngay giữa công chúng, vừa mới ra khỏi cửa cung, chàng ôm một đạo cô ở trong xe ngựa khanh khanh ta ta. Vương Hoàng nhìn Trần Dung, đột nhiên, chàng phát hiện chỉ vài canh giờ, Trần Dung mới đi hoàng cung một chuyến mà đã thay đổi rất nhiều, khiến chàng trở tay không kịp. Mà quan trọng hơn là việc hoàng đế làm cùng với lời nói vừa rồi với Trần Dung, đối xứng trước sau mà xem xét quả thực là hai kẻ ngoan đồng đặt bẫy để chàng chui vào. Vương Hoàng cúi mắt, lẳng lặng nhìn Trần Dung. Chàng lẳng lặng nhìn ngắm. Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc. Đột nhiên, hai tay Vương Hoàng thu lại, ôm Trần Dung vào trong lòng. Chàng cúi đầu, đem cầm gác lên mái tóc nàng, nhắm hai mắt, khẽ nói. Đây lại là quỷ kế của A Dung sao? Môi của chàng đặt bên vành tay nàng, di qua gáy ngọc, phun ra hơi thở ấm áp, là lướt. Có phải A Dung nghĩ rằng, lang gia vương thất dù sao cũng là trưởng tử của vương thị, chàng sẽ để ý thanh danh. Vì không muốn bị thế nhân chứng thực hai chữ hoang đường, lang gia vương thất chắc chắn sẽ khắc chế chính mình, không hề tiếp cận A Dung nữa hay không? Có phải bệ hạ và người nào đó trong vương phủ của ta cam đoan với nàng rằng, chỉ cần nàng làm như vậy, cho dù vương thất rời khỏi nàng, cho dù vương thất không hề bảo vệ nàng, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận thay vương thất đảm bảo cho sự an toàn của nàng hay không? Danh sĩ đương triều, cho dù lấy hành vi phóng đãng không kềm chế được là hay, lấy tùy hứng gắn liền với thời gian. Nhưng mà, dây dưa với một nữ tử từng bị mình bỏ qua, một đạo cô đã xuất ra, không hợp với bốn chữ siêu thoát cao thượng mà ứng với hai từ hoang dường. Đây cũng là việc tổn hại đến thanh danh. Chàng lặng lặng nhìn Trần Dung, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, năm ngón tay co thành lược, trải vuốt mái tóc của nàng. Chàng đang nhìn Trần Dung, chờ nàng trả lời. Trần Dung cúi đầu xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không hoàn toàn vậy. Nàng nâng mắt nhìn về phía chàng, cắn môi nói, ta, nàng chính là e ngại, e ngại thủ đoạn ôn nhủ của chàng, e ngại chàng trong lúc lơ đãng tỏ ra đưa tình. Đúng vậy, nàng e ngại nàng sợ hãi có một ngày mình sẽ bị cảm hóa thời gian trôi qua sẽ quên mất sự kiên trì của bản thân quên giáo huấn thảm thống đã trải qua kiếp trước như thế nào nếu chỉ dùng một biện pháp đơn giản như thế thì có thể khiến chàng bất hòa với nàng có thể đạt được sự bảo hộ mà nàng mong muốn có thể có lại sự bình tĩnh nàng cảm thấy đáng để thử một lần có điều thật không ngờ nàng vừa mới xuất chiêu này trò hay còn chưa bắt đầu chàng đã phát hiện ra Lúc này, bên ngoài tiếng kêu la, tiếng cười càng thêm vang dội, có nữ tử tới gần xe ngựa, vươn tay muốn kéo rèm xe lên. Vương Hoàng ôm Trần Dung nghe thấy huyên náo bên ngoài, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, chàng cất cao giọng, thản nhiên nói. "Đuổi các nàng đi." Một lời thốt ra, người bên ngoài giật mình. Một hồi lâu, nhóm hộ vệ mới đáp lời, bọn họ dục ngựa tiến lên, lớn tiếng hô quát khi nào thì vương thất lang luôn ôn nhu lại đối xử với mình như vậy? Các nữ tử quả thực không tiếp nhận nổi, trong lúc bị nhóm hộ vệ khu đuổi, một nữ tử vội vàng kêu lên, thất lang, thất lang, là chàng sao? Là chàng nói sao? Trong tiếng kêu của nữ tử đó, mấy nữ tử khác cũng đang thương tâm khóc òa. Vương Hoàng không để ý đến, chàng chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn Trần Dung chàng vươn ngón tay ngon dài trắng trẻo như gió xuân phất qua mái tóc của Trần Dung, khi ngón tay xuyên qua búi tóc đạo cô, chàng lại kéo nhẹ xuống. Tức thì, búi tóc lỏng ra, tóc xõa tung. Bàn tay kia ôn nhu lướt đến cầm nàng, nhẹ nhàng nâng nó lên. Chàng đối diện với hai mắt Trần Dung. Bốn mắt nhìn nhau, vương hoàng cúi đầu, chàng hướng tới môi Trần Dung, nhẹ nhàng hôn một cái. Bốn cánh môi hợp lại, chàng khẽ nói a à, dung sai lầm rồi sai lầm rồi trần dung khó hiểu chớp mắt môi của chàng lại chuyển qua mắt nàng hôn lên lông mi thật dài chàng thì thào nói nàng cho là ta thật sự để ý thanh danh này sao chàng khẽ cười hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng kỳ thật cũng có để ý nhưng so với a dung ôn nhu ở trong lòng ta ta thà rằng bị thế nhân mắng là hoang đường lời vừa dứt tay phải chàng giơ lên, túm lấy rèm xe, kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, rèm xe vén lên. Mọi người bên ngoài đều đồng thời quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa. Vô số hai mắt phát sáng nhìn vào, khi thấy Vương Hoàng ở trước mặt mọi người ôm một đạo cô, triển miên hôn môi thì đều ngây dại. Thái giám phụng lệnh của Hoàng đế tiến đến cũng ngây ra như phỗng. Mọi âm thanh đều biến mất. Im lặng, vô cùng im lặng. Trong sự im lặng này, Vương Hoàng vẫn ôm giết Trần Dung, chàng nắm cầm nàng, không để ý mọi người đang chú mục, nhẹ nhàng cắn trên chóp mũi nàng một cái, khẽ nói với giọng tùy hứng. Khanh khanh, xem đi, nàng lại là của ta rồi. Nói ra lời này, Vương Hoàng ở trước mặt mọi người nhanh chóng ôm chặt Trần Dung, sau đó ngẩng đầu lên, đối mặt với thái giám kia, Vương Hoàng hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen như mực khẽ rủ xuống, cười yếu ớt rồi nói còn thỉnh công công về hồi bẩm bệ hạ phụ nhân của ta hiện tại không rảnh bồi người vui đùa ngày khác đi nói tới đây chàng lại nhíu mày hỏi với giọng nhẹ nhàng tao nhã sao còn do dứ tiểu thái dám cả kinh sau khi kinh ngạc một lúc lâu thật sự là không nói ra lời hắn có ý nghĩ muốn phản bác nhưng vương hoàng đã nói hoàng vận tử tiên cô là phụ nhân của chàng ở trước mặt mọi người chẳng lẽ bản thân là một thái giám còn có thể cưỡng ép sao? Lập tức, tiểu thái giám lên tiếng, hướng tới vương hoàng thi lễ, dục ngựa rời đi. Trong tiếng vó ngựa, người trong cung đã đi xa, nhưng quý tộc cùng thứ dân ở bốn phía vẫn vây quanh, nhìn ngó. chương 158, vương hoàng thẳng thắn. Lang gia vương thị thất lang tựa như thần tiên ở ngay trước mặt mọi người ôm một đạo cô tóc tai tán loạn, xiêm y không chỉnh tề, vô cùng thân thiết, đúng là không hề kiêng nể gì. Trợn mắt há hốc mồm, cửu công chúa phản ứng đầu tiên. Nàng ta xông lên một bước, bắt lấy càng xe, không thể khống chế được kêu lên. Thất lang sau khi hét lên một tiếng, nàng ta bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, hai mắt đẫm lệ, ôn nhu đau lòng nhìn vương hoàng. Đợi đến khi hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống trên gương mặt tú nhã cao quý, cửu công chúa nói với ngữ khí mất mát, thất lang, phụ nhân này đã được bệ hạ thân phong là đạo cô mà. Chàng làm như thế không phải là một việc hoang đường sao? Mọi người đều sẽ thất vọng về chàng. Lời lẽ than thở kéo dài, lộ vẻ khuyên giải an ủi. Ánh mắt vương hoàng chuyển sang nhìn nàng ta. Liếc nhìn cửu công chúa hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vẻ mặt ôn nhu cùng đau lòng, vương hoàng cười nhợt nhạt. Khí chất của chàng cao xa siêu giật, cười như vậy bản thân giống như núi tuyết thời viễn cổ như thần tiên rơi xuống nhân gian khoan thai vui sướng khẽ cong đôi môi vương hoàng ôn nhu cười nói đa tạ cửu công chúa nói ra năm chữ này chàng chuyển mắt nhìn về phía trần dung ánh mắt chàng nhìn nàng ta luôn thật tầm thường không có vẻ ôn nhu cố ý cũng chưa từng đặc biệt vô cùng thân thiết nhưng mà cửu công chúa đến lúc này đã không thể không thừa nhận ánh mắt của chàng có thể khiến cho mọi nữ lang trong thiên hạ yêu thương chàng cảm giác được tuyệt vọng nó lại chuyên chú như thế cho dù phụ nhân kia vốn là người của vương hoàng hay không cũng không cần để ý bất chi bất giác sự chuyên chú này được khắc vào sâu trong linh hồn vương hoàng cảm tạ cửu công chúa xong thì nói với sa phu nghĩ đến đoàn người cũng thưởng thức đủ rồi có thể đi thôi sa phu lên tiếng vừa muốn vung roi chúng thiếu niên nữ tử vọt lên, lại vây quanh xe ngựa. Bọn họ vây quanh bốn phía, một nữ tử có đôi mắt đẹp rưng rưng, nàng ta nhìn vương hoàng kêu lên, "Ta không tin, ta không tin." Nàng ta mím môi, kêu lên, "Thất Lang, phụ nhân này có tài có đức gì?" Nàng ta quay đầu chừng nhìn Trần Dung, oán hận chừng nhìn nàng, kêu lên, "Phụ nhân này, người có tài có đức gì chứ?" Nàng ta kêu gọi tiếng mới khiến trần dung bừng tỉnh lại trần dung mở to mắt nhìn lắc lắc đầu óc hỗn độn trong tiếng quát hỏi lần thứ ba của nữ tử kia trần dung khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn vương hoàng nàng thấy là ánh mắt ôn nhu mang theo sùng nịch lại quá mức bình tĩnh của vương hoàng chàng đang nhìn nàng khi đối diện với bộ dạng hoảng hốt choáng váng của trần dung miệng chàng bất giác cong lên cúi đầu thoải mái nở nụ cười nữ tử kia đã nhảy dựng lên nàng ta bắt lấy càng xe thét to ngươi chưa trả lời ta mà phụ nhân ngươi có tài có đức gì chứ có tài có đức gì lúc này trần dung đã nghe vào tai nàng chậm rãi quay đầu đối mặt với nữ tử đang tức hận không nhận được đáp án sẽ không buông tha đối mặt với đôi mắt của mọi người ở phía sau nàng ta đối mặt với cửu công chúa với vẻ mặt khóc thảm không thể che giấu sự oán độc trần dung lấy lại bình tĩnh khe khẽ trả lời ta ư ta vô đức vô năng ngay khi nữ tử ki nhịn không được muốn cất giọng mỉa mai trần dung dường như tỉnh táo lại nàng mỉm cười nhìn mọi người đôi mắt sáng trong lấp lánh nhẹ nhàng nói ta chỉ là trong hàng ngàn hàng vạn người lại lọt vào mắt chàng rồi lại trở thành kiếp của chàng nói rõ ra thì chàng là kiếp của nàng hai thế làm người nàng đều không thể trốn tránh tình kiếp trong sự ảm đạm mất mát của chúng nữ trần dung cười tao nhã bình tĩnh ung dung chậm chạp nói tiếp đã là kiếp đó là duyên nợ từ kiếp trước điều này không hề liên quan đến thân phận cũng không liên quan đến tài đức gì cả chúng nữ còn đang trừng mắt nhìn trần dung có điều lúc này các nàng cũng không biết nên nói gì hay nên làm gì nữa trần dung thu hồi ánh mắt cười với vương hoàng nàng ghé vào trên người chàng, từ trên vách xe phía sau người chàng lấy ra cầm chàng thường dùng. Bàn tay trắng nõn lướt qua, tiếng đàn hoa lệ mang theo cô tịch, róc rách như suối chảy. Trần Dung cúi đầu, tùy ý để mái tóc rũ xuống, tiếng đàn phiêu đãng, nàng cất giọng ngâm sướng, dương liễu hoa, dương liễu hoa, phiêu phiêu bay đến nhà ai. Vốn là bạc mệnh trong gió, lại như hoa mai nở giữa mùa xuân vốn là tuyết trong một tảng băng, tại sao để ta gặp gỡ chàng? Một khúc kết thúc, Trần Dung nâng cổ cầm truyền thừa ngàn năm kia lên, không chút nào để ý đập mạnh trong xe ngựa. Ngay lập tức, tiếng cầm vỡ nát vang lên, xuất hiện một vết dạn lớn không thể tu bổ. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, bàn tay trắng nõn của Trần Dung khẽ nâng, nàng vén tóc mai, cất cao giọng, cười nói với cửu công chúa, nếu công chúa gặp bệ hạ thì làm ơn nói rõ là do ta câu dẫn thất lang chàng mới rối loạn tâm hồn mất đi thể thống nói tới đây trần dung nhìn xa phu đối diện với liên tiếp biến cố mà trở nên sửng sốt kêu lên đi thôi đến khi bọn họ rời đi mặt sau vẫn hoàn toàn im lặng xe ngựa đã đi xa bốn phía tiếng hít thở tiếng người nói như cách qua non sông giọng khàn khàn có chút khổ sở của vương hoàng lúc này nhẹ nhàng truyền đến À Dung tội gì như thế? Trần Dung không quay đầu, nàng chỉ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Vương Hoàng nhìn nàng như thế, bất chi bất giác, đáy lòng có chút chua chát, cũng có chút vui mừng. Chàng từ từ nghiêng người, từ từ vươn hai tay, từ từ ôm nàng vào trong lòng. Trần Dung không hề dãy rùa. Nàng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích để chàng ôm vào trong lòng. Vương Hoàng cúi đầu nhìn gương mặt trong lòng xinh đẹp như xuân hoa rất lâu sau đó chàng mới khẽ nói a à dung ta chỉ là chàng thở dài một tiếng thì thào nói chỉ là không thể buông tay với nàng tiếng nói của chàng vừa dứt trần dung nằm ở trong lòng chàng không thể tự ức chế mà nghẹn ngào nàng mới chỉ nức nở một tiếng vừa mở đầu nước mắt kia dù thế nào cũng không thể ngăn lại nàng chôn ở trong lòng chàng càng không ngừng nức nở hai vai run rẩy vương hoàng ôm nàng cúi đầu hôn lên mái tóc nàng thì thào nói khanh khanh đừng rơi lệ nàng như thế ta sẽ đau lòng lúc này tiếng nói của chàng vừa thốt ra tay trần dung nắm thành quyền nặng nề đấm một cái trong lòng chàng tiếp theo lại đấm thêm một cái vung quyền tới tấp trần dung đã từng tập võ hơn nữa ôm nỗi hận mà ra tay từng quyền hữu lực đánh mạnh vào đa thịt Vương Hoàng cố nén đau đớn, liên tiếp hôn lên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói. Khanh khanh, khanh khanh của ta. Đừng khóc, rơi lệ hại thân mà. Giọng nói này ôn nhu đến cực điểm, trong sự thanh nhuận lộ ra khàn khàn, thật sự êm tai đến siêu lòng người. Nhưng Trần Dung nghe thấy lại càng hận. Nàng cắn môi, đấm vào ngực chàng, khiến cho Vương Hoàng đau đến mức cơ bắp trên mặt đều vạn vẹo. Trần Dung nghẹn ngào, nói với giọng, chỉ vì chàng không muốn buông tay chàng tặng cho ta danh hào còn bắt buộc bệ hạ đáp ứng nó nếu không phải chàng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió vì sao ta làm đạo cô cũng không được yên tĩnh ta vốn đã có cách ta vốn đã có cách mà đều là chàng đều là chàng thất lang sao chàng lại đáng giận như thế chàng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió làm cho mọi quý nhân đều chú ý tới sự tồn tại của ta làm cho ta không thể không thừa nhận sự rình mò của những người đó nàng hận rất hận lần đó nàng không nên đi nhưng theo bản năng vẫn phải làm việc theo lễ nghi thế tục mà quan trọng hơn là nàng suy nghĩ theo hướng lạc quan nàng còn tưởng rằng ván đã đóng thuyền sau khi nàng đi gặp bọn họ có lẽ có thể nhận được nhiều sự che chở hơn nàng đã đánh giá sai vương hoàng rồi hiện tại trần dung đã biết lần đó cho dù nàng không đi tìm vương hoàng, vương hoàng cũng sẽ tặng cho nàng danh hào, cũng sẽ thông qua phương thức khác làm cho tất cả mọi người biết, nàng là người của vương hoàng chàng, là mỹ nhân rất có địa vị ở trong lòng chàng. Lúc này Trần Dung đã không thể tự chế, nàng lấy tay áo che miệng, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng nức nở cùng lệ rơi. Vương Hoàng thấy thế, vội vàng ôm chặt nàng vào trong lòng, chàng ôn nhu kéo tay áo nàng che miệng ra, Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán lên ngực mình. Trần Dung thật sự rất hận, sau khi đánh mấy quyền thì nghẹn ngào nói, hiện tại lại như vậy, chàng nhất định không thích bệ hạ chú ý ta. Chàng, rõ ràng chàng có rất nhiều cách để giải quyết trước trò gây khó xử của bệ hạ, vì sao lại lựa chọn cách này? Lúc này, chàng lại đẩy ta ra đầu sóng mọn gió. Đúng vậy, thế nhân có lẽ là chỉ trích chàng hoang đường, nhưng tộc nhân của chàng thì sao? Những người sùng bái chàng thì sao? Bọn họ sẽ cho rằng ta là yêu nữ hủy hoại chàng, sẽ tìm cách diệt trừ ta. Mà dưới tình cảnh không thể trốn tránh uy hiếp của tử vong, ngoài việc dựa vào chàng, thật sự dựa vào chàng, lấy lòng với chàng, ta còn có thể làm cái gì? Ta là một phụ nhân vô gia vô thế, không nơi nương tựa, còn có thể làm cái gì chứ? Chàng, chàng cứ vậy hai lần ba lượt lại ném ta vào giữa sóng biển cuồn cuộn, rồi sau đó dùng dây thừng cứu ta trở về lại ném ra rồi lại cứu về chàng thật sự đáng giận trần dung cũng là người thông minh đã sống hai kiếp nàng có thể khống chế dục vọng nảy sinh cũng chính bởi vì vậy nàng hận đến cực điểm tình thế bức bách xuất phát từ sự âu yếm của một người mà đó lại là thất lang của nàng chỉ có thể yêu thương mà không thể tức giận nghẹn ngào gần từng tiếng thổ lộ ra Trần Dung vẫn vung từng quyền đấm vào ngực chàng. Cũng không biết đấm bao lâu, Vương Hoàng nhẹ nhàng nắm tay nàng. Chàng cúi đầu, thổi nắm tay đã đánh đỏ bừng một hơi, nói với giọng ôn nhu. "A à, Dung, bị sức ra rồi, đổi tay kia đi." Lời này vừa thốt ra, Trần Dung lại không thể áp chế được mà nức nở. Đột nhiên, nàng vươn tay ôm gáy chàng, lao về phía trước, cắn mạnh một cái. Vốn nàng chuẩn bị cắn vào động mạch nơi gáy chàng nhưng trong nháy mắt khi chạm tới da thịt ấm áp kia nàng tự nhiên lướt qua tự nhiên tránh né yếu hại bên gáy cắn lên bờ vai của chàng cúi xuống trần dung mạnh mẽ dùng răng cắn xé sau khi miệng đầy mùi máu nàng vẫn không dừng lại trong nháy mắt tiếng da thịt xé rách truyền đến đảo mắt miệng vết thương bị nàng cắn xé mở rộng ba phân mà lúc này nàng vẫn cắn xé miệng vết thương kia máy chảy như suối, đảo mắt đã nhiễm đỏ áo trắng trước ngực chàng. Máu tươi chảy xuống, tiếng vương hoàng khẽ kêu rên thỉnh thoảng truyền đến. Tiếng kêu rên này là khi một người sau khi cố nén đau đớn kịch liệt mà phát ra. Vừa nghe thấy, Trần Dung ngừng cắn xé. Nàng chậm rãi rời khỏi miệng vết thương đầm đìa máu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hoàng. Nàng đối mặt với Vương Hoàng vẫn đang nhìn nàng. Lúc này, trong đôi mắt sáng trong như nước của Vương Hoàng lộ vẻ ủy khuất, thậm chí trên môi dưới của chàng vì cố nén đau đớn mà để lại dấu vết bị cắn chặt. Vương Hoàng ủy khuất, đáng thương, bất lực nhìn Trần Dung, thấy nàng nhìn về phía mình, chàng miễn cưỡng cười, nói với giọng suy yếu. "A à, Dung cắn chưa đã sao? Không bằng đổi bên này cắn đi." Nói xong, chàng đem vai phải của mình ra đưa đến bên môi Trần Dung. Có điều thời điểm nghiêng bả vai qua, dường như động đến miệng vết thương bên kia chàng phát ra một tiếng kêu rên cố nén đau đớn động tác cũng hơi chậm chạp trần dung chừng nhìn chàng oán hận khẽ nói đừng vội như vậy mới chỉ đau đớn thế mà thôi đau đớn về thể xác cũng không phải nàng chưa từng trải qua so với tâm linh thống khổ thật sự là nhỏ nhoi không đáng kể nói thì nói như vậy cuối cùng nàng vẫn không cắn nổi nữa oán hận đẩy chàng ra, Trần Dung quay đầu. Nàng đưa lưng về phía Vương Hoàng, tiếp tục nức nở. Dần dần, tiếng nghẹn ngào ngưng lại. Dùng tay áo che mặt, Trần Dung thì thào nói, ta hận chàng. Giọng nói chảm đinh tiệt thiết, nghiến răng nghiến lợi. Vương Hoàng lại ôm nàng vào lòng, dùng cầm vuốt ve mái tóc của nàng. Chàng ôn nhu nói nhỏ. Ta biết. Trần Dung nhắm hai mắt, nước mắt lại chảy xuống ta muốn giết chàng. Vương Hoàng cúi đầu, chàng in một nụ hôn lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lệ trên mặt nàng, ôn nhu nói. Ta biết. Trần Dung thì thào nói, phụ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy. Ngay cả ban đầu ta muốn lợi dụng chàng, chàng trả thù cũng trả thù đủ rồi, muốn chiếm thì cũng chiếm được rồi. Thất lang, với khả năng của chàng, chỉ cần phất tay một cái là có thể cho ta yên tĩnh mà sống qua ngày vì sao chàng không chịu? Vương Hoàng chậm rãi hôn nàng, chàng cúi đầu, môi của chàng dính máu. Sau khi nhấm máu của mình trên môi nàng vào trong bụng, chàng mỉm cười, nói khe khẽ ôn nhu. Đó là bởi vì, ta rất để ý A Dung, sao A Dung có thể sau khi mọi chuyện xong xuôi đã vung ống tay áo rời đi? Sao có thể chưa được sự cho phép của ta mà tự lao vào giữa vạn quân? Sao có thể nhiễm một thân máu tanh, đứng ở trong ánh tịch dương mỉm cười với ta, làm cho ta đêm khuya gặp mộng, nhiều lần bừng tỉnh. Sao có thể làm theo nguyện của ta, sau khi đi theo ta đến kiến khang, tự chủ trương đội danh phận nữ quan lên đầu, cự tuyệt ta ra xa ngàn dặm. Chàng mỉm cười, ôn nhu vô hạn nhìn nàng, chậm rãi, chàng lại hôn lên gương mặt nàng, khẽ cười nói. Khanh khanh, gặp phải ta, còn muốn rời đi. Thế gian sao có chuyện có lợi như thế chứ? chương 159, Ngoại thất, Nhiễm Mẫn Trần Dung vẫn không nhúc nhích. Lúc này, tiếng nghẹn ngào của nàng đã dừng lại. Rất lâu sau đó, Trần Dung mới khẽ trả lời, ta biết. Hiện tại nàng đã biết. Vương Hoàng vẫn luôn cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Nghe thấy nàng đáp lời, chàng nâng cầm nàng lên, để nàng nhìn mình. Hai mắt Trần Dung hãy còn phủ thũng, lệ dưng dưng, khi đối diện với Vương Hoàng, nàng mỉm cười với chàng nụ cười này đã không còn chút nào lo lắng bất an vương hoàng giật mình trang mỉm cười cúi đầu dán mặt mình lên mặt nàng hỏi với giọng ôn nhu khanh khanh không khóc nữa chứ giọng của trần dung vẫn có chút khàn khàn không khóc nữa vương hoàng nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi nàng lại hỏi không hận nữa chứ dưới ánh mắt lẳng lặng chăm chú của chàng trần dung lại cười rạng rỡ nói không hận nữa nàng đẩy chàng ra, từ từ ngồi dậy, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Trần Dung cười cười, ngẫm nghĩ rồi nói, nếu trốn không được, vậy không trốn nữa. Lúc này, Vương Hoàng ở phía sau nàng vẫn đang lặng lặng nhìn nàng. Nhận thấy ánh mắt của chàng, Trần Dung thản nhiên quay đầu, trên mặt nàng nước mắt vẫn chưa khô hết, tươi cười khiến cho trong vẻ dạng dỡ mang theo vài phần thương tiếc như hoa lê rũ trong mưa. Vương Hoàng mấy máy môi, vừa định nói gì đó, Trần Dung đã nghiêng người về phía trước, dùng môi anh đào nhẹ nhàng đặt lên môi chàng. Đây là lần đầu tiên khi nàng hoàn toàn tỉnh táo hôn chàng như thế. Môi anh đào khẽ chạm, hương thơm khiến người mê luyến. Trần Dung nhìn chàng, mị nhãn như tơ, phu chủ. Hai chữ vừa thốt ra, vương hoàng run lên. Dường như Trần Dung không biết bản thân vừa nói cái gì, nàng chỉ ôn nhu hôn chàng, môi chạm môi, hơi thở cùng giao hòa nàng khẽ cười giọng nói mơ hồ mỹ đãng ngay cả khi phu chủ không còn thích a dung cũng phải bảo vệ a dung chu toàn đó đây là yêu cầu của nàng giọng của nàng rất thấp lần đầu tiên chủ động hôn chàng lần đầu tiên gọi chàng là phu chủ cầu sự bảo hộ của chàng yết hầu của vương hoàng chuyển động chàng nâng mặt trần dung cách xa ra một chút bình tĩnh lặng lặng nhìn nàng dưới ánh mắt chăm chú của chàng trần dung không né không tránh chỉ hơi nghiêng về phía trước dựa vào trong lòng chàng bàn tay trắng mịn nhỏ bé của nàng đùa bỡn túi hương chàng đeo bên hông mềm mại đáng yêu cười nói a dung cũng không thể tới phủ đệ được tiếp tục ở tại đạo quan cũng thế an trí một biệt viện khác cũng thế hoặc là dàn xếp một nơi cách kiến khang xa một chút về sau a dung sẽ là ngoại thất của chàng lang quân muốn tới thì tới không muốn tới thì không cần tới. Nàng nói tới đây, vương hoàng đang thẫn thờ khẽ cử động. Dần dần, chàng bất giác cong môi, cười nhợt nhạt. Chàng hôn đỉnh đầu Trần Dung, giọng nói thanh nhuận lạnh lùng. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì không cần tới. Nói như thế, A Dung sẽ không đố kỵ, không hận, không oán. Cũng không yêu sao. Trần Dung cười nói, thất lang xác thực trí tuệ vô song nàng cũng đã thừa nhận vương hoàng thu hai tay chàng cúi đầu yên lặng nhìn trần dung chậm rãi chàng nhíu mày thản nhiên cười nói được chàng lại cắn chóp mũi của nàng có điều lúc này dường như cắn hơi mạnh để lại trên cái mũi thon nhỏ của trần dung hai dấu răng môi của chàng di xuống giống như nàng vừa rồi nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi nàng cười nói hết thảy như a dung mong muốn một lời phun ra, Trần Dung nhắm hai mắt. Khi hai mắt nhắm lại, khóe môi nàng cũng hơi cong lên, mang theo tươi cười thản nhiên, dường như chê cười, dường như yên tĩnh. Cũng vậy, Vương Hoàng cúi đầu ôn nhu nhìn nàng cũng mỉm cười. Đúng lúc này, xe ngựa khẽ lắc lư rồi ngừng lại. Trần Dung ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi phố chính, rẽ vào một ngõ nhỏ. Người ở đây đa phần là thứ dân. Bên ngoài truyền đến tiếng quát nhỏ của sa phu. "Ngươi là người phương nào?" Tiếng quát vừa thốt ra, Trần Dung Hiếu Kỳ nàng rời khỏi ôm ấp của vương hoàng, vươn tay kéo rèm xe. Vừa nhìn về phía người nọ, Trần Dung theo phản xạ muốn ngăn trở vương hoàng ở phía sau, nhưng động tác mới làm được một nửa, Trần Dung liền ngừng lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của người nọ, nàng không chút để ý cười gọi hóa ra là nhiễm tướng quân. Người đó tay cầm sẵn dây cương của Sa Phu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong xe ngựa, đúng là nhiễm mẫn. Ánh mắt của nhiễm mẫn lạnh lùng đảo qua Trần Dung, quét về phía vương hoàng ở sau nàng. Chậm rãi, y cong bạc môi, nặng nề nói. Trần Thị A Dung, lần này, sao không nghĩ cách che chở hắn? Lời này vừa thốt ra, vương hoàng vẫn nghiêng người dựa trên tháp, cười nhợt nhạt cũng chuyển mắt nhìn Trần Dung. Trần Dung rũ hai mắt cười cười, thấp giọng nói, chàng không cần ta bảo hộ. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiễm Mẫn, Vân Đạm Phong khinh cười nói, các ngài đều là nam nhi đỉnh thiên lập địa, nam nữ thế gian đều vô cùng ngưỡng mộ, cần một phụ nhân hèn mọn như ta bảo hộ sao? Nàng cười buồn bã, thì thào nói, không biết lượng sức như thế. Thật sự để làm gì đây? Dứt lời, nàng lui về phía một góc trong xe ngựa, Trần Dung quay đầu theo một góc cửa xe nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không liếc nhìn cảnh tượng trước mắt một cái. Nhiễm Mẫn ha hà cười. Y lẳng lặng nhìn Trần Dung và Vương Hoàng trong xe ngựa, tiến lên một bước, ống tay áo bên phải phất một cái, ngay lập tức, một thanh kiếm hàn quang dày đặc bắn ra từ trong tay áo y, đặt trên cổ họng của Vương Hoàng. Động tác này rất nhanh, rất đột ngột. Thời đại này, quý tộc cùng thứ dân quý tộc thượng tầng và quý tộc hạ tầng khác biệt thật sự giống như trời và đất. Trong thời đại nô tính thâm căn cố đế, người có thân phận thấp kém đối mặt với một quý tộc, rất ít khi sinh ra cửu hận cùng oán thán, có chăng, đa phần là sùng mộ. Vì thế, lúc trước khi rời khỏi Bình Thành, người vương gia ở Bình Thành cũng không thể ngờ rằng đám lưu dân lại dám xâm phạm bọn họ. Vì thế, trong thành kiến khang, các quý tộc thượng đẳng ngay cả hộ vệ cũng không mang theo mấy một kiếm này của nhiễm mẫn vô cùng sắc bén mà đột ngột mấy hộ vệ căn bản không kịp phản ứng kiếm của y đã đặt trên cổ của vương hoàng kiếm quang dày đặc tay áo phất gió ánh mặt trời chiếu vào trên thanh kiếm lấp lánh phản xạ ánh nắng từng đợt quang mang phiêu chuyển giống như có tơ máu lướt qua mũi kiếm sắc bén vương hoàng ngửa đầu chàng nâng mắt nhìn về phía nhiễm mẫn cười. Thật không ngờ, tướng quân vì A Dung lại dám động kiếm ở trong thành kiến khang. Ngay cả vương đồ bá nghiệp, cũng không địch lại nụ cười của mỹ nhân sao. Lời này chậm rãi mà đến, tào nhã mà thong dong. Nhiễm mẫn lạnh lùng cười, kiếm trong tay y đè xuống một chút, khi làm cho cổ vương hoàng chảy ra tơ máu, nhiễm mẫn mới nặng nề nói. Vương thất ngươi rất coi trọng chính mình. Nhiễm mỗ đã dám đến thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc này lời hắn vừa dứt, mấy chuôi kiếm đồng thời chỉ vào ngực vào thắt lưng y uy hiếp. Buông lang quân ra. Lớn mật, mau mau buông tay. Buông tay. Năm tiếng quát đồng thời truyền đến, nhiễm mẫn vẫn không thèm quan tâm, y tùy ý để mấy mũi kiếm chỉ vào mình. Ngay khi tiếng kêu sốt ruột càng thêm rồn rập, tay phải nhiễm mẫn cầm kiếm trầm xuống. Vừa trầm xuống, kiếm đâm vào cổ, máu chảy như suối. Năm người phía sau nhiễm mẫn thấy máu tươi chảy ra đồng thời dùng mình, trường kiếm chỉ vào nhiễm mẫn, cũng không khỏi tự chủ co rụt lại. Cảm giác được kiếm phong của bọn họ đã thu liễm, nhiễm mẫn cười lạnh lùng, cũng thả lỏng kiếm đặt trên cổ vương hoàng. Y không thèm quan tâm đến năm người kia, lập tức nhìn chằm chằm vương hoàng đang nghiêng người dựa vào tháp, khí định thần nhàn, vừa vặn chỉnh lại tư thế dường như thú vị nhìn mình. Nhìn chằm chằm thiếu niên nhàn nhã này, nhiễm mẫn nhếch bạc môi, nặng nề gọi. Vương Hoàng Y liếc nhìn Trần Dung vẫn đang ngắm cảnh vật bên ngoài một cái, lạnh lùng nói. Mối hận đoạt thê, mỗ không dám quên. Tám chữ lộ ra sát khí. Trần Dung ngồi bên cạnh bọn họ khẽ cắn môi. Rốt cục, nàng vẫn quay đầu. Vừa nhìn sang bên này, ánh mắt của nàng không chịu khống chế liếc nhìn máu chảy trên cổ vương hoàng. Sau khi nhìn chăm chú, Trần Dung khẽ nói. Nhiễm tướng quân. Lúc này, nàng vừa mở miệng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trần Dung ngẩng đầu nhìn nhiễm mẫn, nhẹ giọng nói, sáng nay, ta ở bên ngoài cửa cung nhìn thấy một thanh niên hoàn thị bị bắn chết ở trước mặt mọi người. Nàng nhìn nhiễm mẫn, lặng lặng nói, hắn chỉ ngâm sướng một câu, hồng lâu mỹ nhân nghiêm tụ chiêu, chu môn tử nhục nhưỡng thành tao. Vậy mà bị bắn chết ở trước mặt mọi người. Tướng quân hẳn là biết, ở trong thành kiến khang, đối với các thế gia đệ tử, không được hành hình ở trước mặt mọi người. Trần Dung nói tới đây, không chỉ là đám người nhiễm mẫn, ngay cả Vương Hoàng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Dung. Phụ nhân này, đối với thời cuộc thế sự lại có sự quan sát sâu sắc như thế. Trần Dung cũng không chú ý tới bọn họ, nàng chỉ nhìn nhiễm mẫn chăm chú khàn giọng nói chỉ là một câu thơ như vậy mà đã không quan tâm bắn chết một đệ tử thế gia chẳng lẽ tướng quân nghĩ rằng đây là việc nhỏ tầm thường sao nàng rũ hai mắt từ từ nói nghe nói tướng quân cố ý chỉnh đốn người tấn chống lại chúng hồ nam nhi có tâm huyết trong thành kiến khang đã có không ít người tâm động nàng cười cười còn nói thêm tướng quân tự cho là không ai chú ý rằng ngài đã đến kiến khang nhưng lần đó ở nam dương bệ hạ của ngài đã an bài người ở bên cạnh tướng quân lúc này ai mà biết được bên cạnh tướng quân có tiểu nhân hay không trần dung thở dài một tiếng nói chỉ sợ là mỗi tên kia là của tướng quân ngài lời này của nàng phân tích trật tự rõ ràng đối với thời cuộc ở kiến khang đúng là rất hiểu biết hai nam nhân này đều là hào kiệt một thời nhưng nghe thấy câu nói của trần dung dường như tài trí không hề thua kém bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều giật mình. Vương Hoàng lặng lặng nhìn Trần Dung, lúc này chàng nhớ lại, phụ nhân này lúc ban đầu hấp dẫn chàng chính là do trên đường đi về phía nam nàng đã biểu lộ ra đại trí tuệ. Chàng suýt nữa đã quên mất. Trong ánh nhìn chăm chú của hai người, Trần Dung lặng lặng nhìn nhiễm mẫn, người này xưa nay giết chóc quyết đoán, nhưng thanh trường kiếm đặt trên cổ Vương Hoàng lại là điều vô nghĩa với nam tử Hán, nàng mỉm cười, thản nhiên nói, Dương tướng quân chưa từng truyền cáo tới tướng quân sao. Trong thành kiến khang, rất nhiều thị phi, tướng quân đừng vội âm câu lý phiên thuyền. Nhiễm mẫn mím nhanh bạc môi. Y nặng nề, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Một hồi, y khàn khàn cười, thì thao nói. Nàng đối với hắn, thật sự là dụng tâm lương khổ. Trần Dung lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói, tướng quân sai lầm rồi. Tuy ta là người của chàng, nhưng cũng bởi vì trên thế gian này người có chi hướng đánh bại người hồ, dạng danh cho tộc nhân vốn không nhiều lắm. Các ngươi có nội chiến, đắc ý chính là đám người thạch hồ, mộ dung khác. Lời này của Trần Dung vừa thốt ra, nhiễm mẫn liền lên tiếng cười lạnh. Y đảo mắt chừng nhìn Vương Hoàng. Lúc này Vương Hoàng vẫn khí định thần nhàn, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiễm mẫn, chàng vẫn đang nhìn Trần Dung, tươi cười ôn nhu. A à, Dung đúng là trí tuệ hơn người. Đồng thời truyền đến với giọng nói của vương hoàng, còn có tiếng kêu to của một nữ tử có chút bất an, cũng có chút sốt ruột, "Phu chủ." Người kêu to chính là Trần Vi đứng ở cách đó không xa, mặc phục sức nam nhân, gầy yếu mảnh mai, gương mặt che giấu dưới đấu lạp. Sau khi Trần Dung nhận ra giọng nàng ta thì nâng mắt lên, không hề để ý tới nữa. Trần Vi cắn môi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc phu chủ, quên đi, cầu chàng, quên đi. Nhiễm Mẫn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trần Vi, nặng nề quát khẽ, câm miệng. Hai chữ thốt ra, lời nói của Trần Vi lập tức nghẹn trong cổ họng. Nhiễm Mẫn quay đầu, y nhìn Trần Dung, lại nhìn Vương Hoàng, chậm rãi, y ngất bạc môi, kiếm trong tay đặt trên cổ Vương Hoàng lại đè xuống. Mới dùng một chút lực, máu trên cổ Vương Hoàng vừa ngừng lại trào ra nhiễm mẫn nhìn chằm chằm vương hoàng, lạnh giọng cười. Lần này ta vốn không định lấy mạng của ngươi. Tiếng nói của y vừa dứt, vương hoàng gật đầu, nói. Ta biết, ngươi không ngu dốt đến vậy. Vương hoàng gật đầu, nhiễm mẫn cười lạnh một tiếng. Y có chút ảo não, cũng có chút thống hận chừng mắt nhìn vương hoàng, cắn răng, lạnh lùng nói. Tất nhiên, mối hận đoạt thê, nhiễm mẫn suốt đời khó quên. Lúc này, Vương Hoàng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, rồi không hề để ý rũ mắt xuống. Sau khi nhiễm mẫn nói ra những lời này, hừ mạnh một cái, thu kiếm về. Y nhìn về phía Trần Dung. Nhìn nàng, ánh mắt của Y có chút phức tạp. Phụ nhân này, Y vốn không nên tới gặp. Ngay lúc vừa rồi, Y cũng không tính nhàm chán dây dưa lâu tại đây. Cũng không biết vì sao, trong lúc vô ý liếc nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ gắn bó ỉ ôi trong xe ngựa, y đã không thể khống chế hành vi của bản thân, mặc kệ hộ vệ ngăn lại xe ngựa, dùng kiếm chỉ vào vương hoàng. Chỉ là một phụ nhân, chỉ là một phụ nhân mà thôi. Nhìn thẳng Trần Dung chăm chú, đến khi Trần Dung rũ hai mắt, nhiễm mẫn mới vung ống tay áo, xoay người nhanh rời đi. Y vừa đi, Trần Vi cùng hai hán tử đầu đội đấu lạp cũng bước nhanh đuổi theo nhìn bóng dáng y đi xa, Vương Hoàng chậm rãi từ trong lòng lấy ra khăn tay, đặt lên miệng vết thương, Vương Hoàng thản nhiên nói. Rửa sạch một chút, đừng để ai biết ta gặp qua y. Vâng. Chàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Thông chi xuống, không được khó xử nhiễm tướng quân, ưm, ừ, có thể giúp thì giúp đỡ một chút. Lời này, làm cho Trần Dung kinh ngạc ngẩng đầu lên, giống như cảm giác được cái nhìn chăm chú của nàng. Vương Hoàng thản nhiên cười nói. Khanh Khanh còn có thể lấy quốc gia làm trọng, Vương Hoàng lại không thể sao? Chàng quay đầu, yên lặng nhìn về phía Trần Dung. chương 160, Vương Hoàng kháng chỉ. Cảm giác được ánh mắt của chàng, Trần Dung vội vàng né qua. Nhìn Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, dịch vào trong góc xe, Vương Hoàng tùy tay ôm miệng vết thương, vươn tay kéo một cái thật mạnh ôm nàng vào trong lòng. Trần Dung không khỏi ngã vào trong lòng chàng, khuỷu tay chống sang một bên cố gắng để không chạm vào miệng vết thương của chàng tức thì máu chảy như suối máu tươi đào mắt đã ẩm ướt toàn bộ khăn tay đào mắt tựa như suối chảy xuống vạt áo cũng nhiễm đỏ vạt áo của trần dung máu tươi nhiễm đỏ xiêm y màu trắng tình cảnh kia muốn bao nhiêu kinh tâm thì có bấy nhiêu trần dung nhìn lấy ra khăn tay từ trong lòng nhẹ nhàng ấn lên Nàng cũng không nhìn về phía Vương Hoàng, quát khẽ với hộ vệ bên ngoài, "Dược đâu?" Năm hộ vệ liếc nhìn Vương Hoàng một cái, cúi đầu tiến lên. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, miệng vết thương của Vương Hoàng rất nhanh đã được băng bó. Thường phục của chàng cũng được thay đổi. Đảo mắt, rèm xe lại kéo xuống. Trần Dung ôm gáy Vương Hoàng, ôn nhu, mềm mại hỏi, "Phu chủ, đau không?" Giọng nói kéo dài tình ý vô hạn. Vương Hoàng vươn tay nâng cầm nàng. Cũng không chờ động tác của chàng, Trần Dung đã ngước mắt nhìn chàng. Nàng nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng, tình cảm thân thiết không cần phải nói tới. Trần Dung ôn nhu liếc nhìn chàng rồi cúi đầu, cách qua lớp thường phục nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng vết thương của chàng, khẽ nói, rất đau, đúng không? Vương Hoàng cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Ngón tay trắng mịn của Trần Dung từ miệng vết thương xẹt qua cằm của chàng, nàng thở dài một tiếng, đem mặt dán trên mặt chàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng học chàng cắn lên chóp mũi chàng, hơi thở thơm hương, lần sau lại có việc này, a Dung nguyện thay Lang Quân đỡ. Lời của nàng từng từ đều ôn nhu, ánh mắt của nàng ẩn chứa đưa tình, vẻ mặt của nàng vô cùng thân thiết. Đây vốn là điều Vương Hoàng hy vọng nhìn thấy nhưng giờ phút này lặng lặng nhìn nàng, chàng lại cảm giác được bất an. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng trống ồn ào náo động. Trần Dung vội vàng xốc rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Vừa ngẩng đầu, Trần Dung thu hồi ánh mắt, tự sửa sang lại xiêm y cùng tóc tai tán loạn. Sau một hồi, nàng hướng Vương Hoàng quyến rũ cười hỏi, Dung sắc chỉnh tề chưa? Vương Hoàng vẫn luôn lặng lặng nhìn nàng, nghe vậy ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, chàng vươn ngón tay thon dài như gió xuân khẽ vén tóc mai bên tai nàng, rồi lại lướt đến sau gáy nàng. Sau khi vuốt lại tóc tơ cho gọn, chàng nói: "Chỉnh tề rồi." đa tạ phu chủ. Trần Dung đáp một tiếng, lại vươn tay vén rèm xe, bước xuống dưới. cánh tay của nàng bị chế trụ, giọng của vương hoàng bay vào trong tai. A à, Dung muốn đi đâu? trần dung ngoái đầu lại nhìn chàng nàng nhìn chàng mím môi cười rất thoải mái phu chủ có điều không biết a à dung xuất thân hàn vi từ lúc đi về phía nam tới nay một đường nơm nớp lo sợ luôn phải nhìn mặt người khác không dám thả lỏng lúc nào a à dung đã đến thành kiến khang này khá lâu nhưng cũng vì thân hình diện mạo của mình mà không dám phóng túng bản thân hiện tại tốt rồi có phu chủ sống có người nhớ tới chết cũng có người nhặt xác A Dung rốt cục có thể buông lòng rồi. Nàng bỏ tay chàng xuống, thả người nhảy xuống xe ngựa. Rèm xe lay động, nàng thản nhiên quay đầu, thi lễ với vương hoàng trong xe ngựa, nói: "Phu chủ, A Dung đi dạo." Dứt lời, nàng vung ống tay áo, chậm rãi bước về phía tiếng trống kia. Trần Dung mới đi vài bước, giọng của vương hoàng truyền đến từ phía sau. "Trở về." Giọng nói thư hoãn, nhưng cũng là mệnh lệnh trần dung ngừng bước xe ngựa khởi động một bàn tay thon dài đặt lên vai nàng vương hoàng thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói chờ một thời gian nữa đi chàng bước xuống xe ngựa nắm tay trần dung từng bước một trở lại trong xe ngựa trần dung không dãy dụa nàng thuận theo bước lên đi thôi vâng đi đạo quan vâng trong từng tiếng mệnh lệnh vương hoàng ôm trần dung bởi vì động tác này của chàng, chỗ miệng vết thương trên cổ lại bắt đầu chảy máu. Trần Dung nhìn thấy liền vươn tay đặt lên miệng vết thương không buông. Vương Hoàng cúi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "A à, Dung không phải biết sao? Ta sẽ không cho phép nàng chết." Chàng cười ung dung mà nhợt nhạt, năm ngón tay có thành lực trải mái tóc của nàng, chàng chậm rãi nói: "Nào, nhìn xem người nọ." chàng chỉ là một thiếu phụ cách xe ngựa tầm trăm bước phụ nhân kia là do cửu công chúa phái tới a à, còn có kia 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 cũng vậy chàng khẽ cười nhẹ nhàng hôn lên mái tóc trần dung một cái nói những người đó sẽ vui mừng nếu a dung đi riêng đó trần dung cười cười giọng của nàng có chút vô lực đã biết nàng tựa vào trong lòng chàng thì thào nói phu chủ thật là xấu cũng không cho ta được tùy hứng nàng than thở tiếp sống thật không dễ chết cũng không được cho phép ai phu chủ thật sự không phải là người tốt nghe nói như thế vương hoàng ha hà cười cho tới nay tươi cười của chàng đều là nhợt nhạt thản nhiên thời điểm cất tiếng cười to như thế thật sự không nhiều lắm chàng vươn tay trái vỗ nhẹ ở bên thành xe trong tiếng tiết tấu rõ ràng chàng đặt ngón tay lên môi khẽ hư một tiếng khẽ cảnh cáo A à Dung, lời này không thể dễ dàng nói ra. Nàng nói xấu ta ở Kiến Khang, sẽ bị người ta tấn công đó. Trong tiếng cười to của Vương Hoàng, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ chốc lát, xe ngựa chạy tới dưới Tây Sơn Đạo Quan thì bắt đầu giảm tốc. Vương Hoàng ngả về phía sau, chàng vươn tay vuốt ve lưng Trần Dung, vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn Trần Dung quyến rũ động lòng người. Nói đến cũng thật kỳ quái. Phụ nhân này, từ sau khi thất thân cho chàng, cả người đã trở nên minh diễm lóa mắt người ta, trong quyến rũ có sự phong lưu. Loại phong lưu quyến rũ này, muốn giấu cũng không thể giấu nổi, đúng là hoàn toàn tẩy sạch khí chất dục diễm hèn mọn trước đó của nàng. Hiện tại nàng, trong dung mạo cử chỉ cũng không giống như ngày xưa, tư thái kia lại có sự cao thượng mỹ miều. Dường như hiện tại nàng không hề nóng vội, không hề để ý đến sinh tử. Cũng đúng, nàng đã thay đổi rồi. Cứ thế ngắm nhìn nàng, ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng xoa gáy nàng, thấp giọng ôn nhu. A à, Dung càng ngày càng đẹp, chuyện này có gì là tốt chứ? Giọng nói rất thấp. Trần Dung quay đầu. Vương Hoàng đối diện với đôi mắt sáng lưu chuyển của nàng, ngón tay khẽ nâng, chàng mơn trớn lông mi thật dài của nàng, cong khóe miệng, nhẹ nhàng ôn nhu nói. A à, Dung khiến ta càng ngày càng không bỏ xuống được đúng là có gì tốt chứ. Trần Dung thu hồi ánh mắt, mỉm cười, lang quân sao lại nói ra lời ấy. Không phải chàng muốn khóa chặt A Dung ở bên cạnh người sao? Trên thế gian này, cho dù sơn hào hải vị, ăn quá nhiều cũng sẽ thấy chán. Lúc lang quân đã cảm thấy chán trường, nghĩ đến cũng không dùng được lâu ngày. Trần Dung không đợi câu trả lời của chàng. Ngay khi nàng chuyển mắt nhìn lại, đột nhiên một tiếng trống truyền đến. Tiếng trống kia đúng là cổ nhạc bọn họ nghe thấy ở ngã tư đường. Nhưng mà, giờ này khắc này, tiếng cổ nhạc kia lại theo đuôi phía sau nàng, xuất hiện ở dưới đạo quan. Trần Dung ngồi thẳng người, vươn tay vén lên rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Tiếng trống càng ngày càng gần, trong sơn đạo quanh co khúc khuỷu, như ẩn như hiện. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung phát hiện phía sau đội cổ nhạc kia còn hơn trăm người đi theo xem náo nhiệt. Giờ phút này, tiếng cổ nhạc kia chỉ cách nàng tầm trăm bước. Xe ngựa ngừng lại, Trần Dung còn chưa quay đầu, tiếng than nhẹ của Vương Hoàng truyền đến. Là người của Hoàng đế. Người của Hoàng đế. Trần Dung dùng mình, nghiêng đầu nhìn lại. Dần dần, người đi đường tản ra, đội ngũ xuất hiện ở trước mặt Trần Dung. Đây là đội của Hoàng đế đi tút đằng trước là một thái giám tay thái giám kia cầm thánh chỉ ở phía sau hắn là tiếng khua chiêng gõ trống cùng hộ vệ thiên gia trần dung nghĩ nghĩ nhảy xuống xe ngựa nàng vừa đi ra hai bước giọng thấp mà ôn nhu truyền đến a à, dung lên xe trong giọng nói có sự trầm lãnh hiếm có từ trước đến nay trần dung có chút kinh ngạc nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua chàng Thấy chàng nhìn chằm chằm đội nhạc kia không hề chớp mắt, tâm thần khẽ động, liền lên tiếng, không nói hai lời thối lui đến bên cạnh chàng lên xe ngựa. Nàng vừa lên xe ngựa, Vương Hoàng đã ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Đi." Đây là nói với Sa Phu. Sa Phu lên tiếng, vội vàng điều khiển xe ngựa. Ngựa đi một lúc, đội ngũ cách xe ngựa của bọn họ chỉ có 50 bước. Xe ngựa của Vương Hoàng vừa mới động giọng thái giám sắc nhọn truyền đến hoàng vận tử tiên cô có ở đây không thái giám kia theo sát phía sau xe ngựa của vương hoàng mở miệng với chiếc xe ngựa có trần dung một tiếng truyền ra mọi nơi yên tĩnh vô số hai mắt phát sáng đồng thời nhìn về phía xe ngựa kia lúc này vương hoàng nhẹ giọng nói tiến lên đi vâng sa phu điều khiển xe ngựa đi ra hai bước chạy tới phía trước chiếc xe ngựa trống không chậm rãi, Vương Hoàng sốc lên rèm xe, để khuôn mặt của hắn và Trần Dung đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này, mọi người đều ngẩn ra, đảo mắt vang lên từng tiếng nghị luận. Lang gia Vương Thất là loại người nào đây? Không cần Vương Hoàng lộ diện, mọi người cũng biết chàng ở bên cạnh. Nhưng mà, chàng lại ôm một đạo cô, cứ thế lộ diện trước mặt mọi người. Điều này, quả thực khiến người ta không thể giả câm vờ điếc thái giám kia chính là hướng vương hoàng liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt cử chỉ của chàng tự tại rõ ràng đã sớm hiểu rõ trong lòng nhưng tâm trần dung trầm xuống thái giám kia cũng không để ý tới vương hoàng chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm trần dung kêu lên hoàng vận tử tiên cô eo nhỏ của trần dung bị vương hoàng nắm chặt không thể thẳng thân hoàn lễ chỉ đành hơi hơi cúi đầu đáp vâng thái giám kia nhìn chằm chằm nàng từ từ thốt lời, có thánh chỉ. Thánh chỉ. Trần Dung dùng mình, hướng tới thái giám chỉ thủ thi lễ, đáp, hoàng vận tử tiếp chỉ. Lúc này, nàng vừa dứt lời, bốn phía chuyển đến tiếng đàm tiếu, giỏi cho một đạo cô phong lưu. Vừa ngồi dậy khỏi tháp của nam nhân, đã lại tiếp nhận thánh chỉ của đế vương. Giọng không nhỏ. Trần Dung không để ý đến, chúng hộ vệ phía sau thái giám đã có một người quay đầu hung hăng chừng mắt. Ánh mắt lộ sát khí, mọi người đang ồn ào náo động đồng thời yên tĩnh. Thái giám kia nhìn chằm chằm Trần Dung, chậm rãi gật đầu, sau đó, hắn ung dung mở ra thánh chỉ, cất giọng sắc nhọn đọc lên, hoàng vận tử lưu luyến hồng trần, cần gì cầu chẫm ban thưởng ngươi là nữ quan. Đã là nữ quan, lại cùng nam nhân ở chung một chỗ, không phải đánh mất mặt mũi của chẫm sao. Thái giám đọc đến đây, ra hiệu nhìn người phía sau. Vì thế, ba cung nữ đang cầm khay gỗ, chậm rãi tiến lên. Khi lời hắn vừa dứt, tiếng ồn ào náo động vang lên, mà giờ phút này, khi ba cung nữ vừa tiến lên lại biến thành tiếng kêu sợ hãi tranh cãi ầm ĩ. Ngay cả vương hoàng vẫn dựa trên tháp, ung dung nhìn tình cảnh này, hiện giờ cũng đã thẳng lưng, nghiêng người về phía trước. Ba cung nữ cầm trong tay ba thứ một chén gốm sứ tinh mỹ, một tấm vải lụa, một cây chỉ thủ. Trong thiên hạ này, sợ là không có ai không biết hàm nghĩa của ba thứ này. Xem ra, hoàng đế vì duy trì uy nghiêm của thiên gia nên muốn ban cái chết cho đạo cô phong lưu này. Khi ba cung nữ đi về phía trước, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tiếng kêu sợ hãi lại tăng vọt. Vô số hai mắt phát sáng không hề chớp nhìn Trần Dung, cũng nhìn về phía vương hoàng. Trần Dung giật mình, nàng thật sự giật mình. Bệ hạ, bàn cái chết cho nàng. Điều này sao có thể? Lúc này, giọng nói sắc nhọn của Thái giám chấn động bên tai nàng. Hoàng Vận Tử, ngươi dám không tiếc chỉ? Giọng nói sắc nhọn, đằng đằng sát khí. Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu. Nàng đón nhận ánh mắt Thái giám kia, rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba cung nữ. Sau đó ánh mắt của nàng lại đảo qua đám người vây xung quanh nhìn ngó. Chậm rãi, Trần Dung quay đầu, nhìn về phía Vương Hoàng. Cảm giác được ánh mắt của nàng, Vương Hoàng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người dương mắt nhìn nàng. Chàng đối diện với ánh mắt của nàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Hoàng, Trần Dung tươi cười. Tươi cười này vô cùng kỳ lạ, có buồn bã, cũng có thả lỏng. Bởi vì mang theo buồn bã cùng thả lỏng, tươi cười này của Trần Dung càng có vẻ hoa mỹ. Trần Dung yên lặng nhìn Vương Hoàng, dần dần, nàng thản nhiên cười, khẽ nói, "Thất Lang." Giọng nàng ôn nhu mà đa tình, ánh mắt như nước, đưa tình nhìn chàng nỉ non, vừa lưu luyến lại là thả lỏng nói, "Thất Lang, chàng thua rồi." Nàng nhếch môi, thê lương thì thào nói, "Chàng thua rồi." Si ngốc nhìn chàng một cái, Trần Dung cười quay đầu lại. Nàng chậm rãi tiến lên, hướng tới ba cung nữ vươn tay. Không chút do dự, nàng cầm lấy thanh trì thủ, khi bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, nàng liếc về phía mọi người, mỉm cười, chậm rãi nói, sớm nên như thế. Đa tạ bệ hạ cho ta quyết tâm. Ngay khi tay nhỏ bé của Trần Dung cầm thanh trì thủ, giọng thấp mà thanh duyệt của Vương Hoàng truyền đến, chậm đã. Mọi người tĩnh lặng, đồng thời nhìn chàng. Trong sự chú mục của mọi người, vương hoàng không chút để ý nhìn thái giám kia vẫy vẫy tay, nói: "Đưa thánh chỉ cho ta nhìn một cái." Lớn mặt. Khi lời này của vương hoàng vừa thốt ra, thái giám kia mắng ra tiếng. Hắn rời khỏi phía sau một bước, trừng mắt nhìn vương hoàng, lạnh lùng quát: "Ý chỉ của đế vương, một người nhàn tản như ngươi có thể muốn xem là xem sao?" Hắn nói đến đây, vương hoàng liếc mắt một cái lời còn lại nuốt lại vào trong cổ họng chỉ liếc mắt một cái rõ ràng là bình thản vô cùng nhưng tên thái giám kia lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương nhưng mà rét lạnh kia chỉ là một cái chớp mắt thái giám kia nghĩ đến lời căn dặn khi mình vừa xuất hành cắn chặt răng quát to với trần dung đạo cô kia ngươi dám kháng chỉ sao lúc này tay trần dung đang đặt trên thanh trì thủ sau khi nghe thấy vương hoàng mở miệng nàng liền nghiêng đầu Tùy ý để tóc dài phất qua, Ôn Nhu lặng lặng nhìn chàng. Tiếng quát của thái giám vừa truyền đến, Trần Dung liền chậm rãi liếc trắng mắt, lười biếng hỏi: "Ngươi gấp cái gì?" Nàng nhìn lại vương hoàng, ngửa đầu, trong tươi cười cất giấu khát vọng nàng không dám thừa nhận, cả đời này của ta, khó được có ai che chở như thế. Thái giám cần gì sốt ruột? Thái giám kia sầm mặt xuống, hắn không dám nhìn vương hoàng chỉ dám chừng mắt với Trần Dung. Lập tức, hắn tiến lên một bước, quát với Trần Dung quy, lớn mật. Người đâu, nâng cốc cho đạo cô. Thái giám kia ra lệnh một tiếng, hai người tiến lên. Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Vương Hoàng truyền đến. Đưa thánh chỉ kia đến đây. Câu nói vang lên, thái giám kia ngẩn ra. Khi hắn còn chưa hiểu ra, một hộ vệ đứng bên cạnh Vương Hoàng đã nhanh chóng tiến lên hắn đi tới chỉ vài bước đã tới gần tên thái giám kia vươn tay giật một cái thánh chỉ đã rơi khỏi tay thái giám kia tên thái giam giận dữ hắn vội vàng thét to ngươi thật to gan người đâu bắt hắn bắt hắn tiếng quát the thé của hắn vẫn quanh quẩn không thôi trong sơn cốc nhưng mà chờ tới tận khi hộ vệ kia quay trở về bên người vương hoàng cũng không có một ai dám tiến lên Thái giám kia giận dữ quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng mọi người cúi đầu lui ra phía sau, nao núng không thôi. Nhìn những người này, thái giám kia mặt trắng bệch, đảo mắt, hắn nghĩ đến thánh chỉ trong tay đã bị mất, tay chân lại như nhũn ra. Hộ vệ kia đưa thánh chỉ vào tay của Vương Hoàng. Vương Hoàng cầm thánh chỉ, nương theo ánh nắng sáng ngời, thoáng nhìn vài lần, chàng từ từ cuộn thánh chỉ kia lại, sau đó, tào nhã bước xuống xe ngựa khẽ vung tay áo đi đến trước mặt Trần Dung, Vương Hoàng liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài đưa qua. Trần Dung chừng mắt nhìn. Nghiêng đầu, Trần Dung ngẩn ngơ nhìn chàng, nhưng sau đó nàng hiểu được, vì thế nàng đặt chỉ thủ kia vào lòng bàn tay của chàng. Thấy thế, Vương Hoàng liền tươi cười. Chàng vung tay áo dài, đi tới phía tên thái giám kia. Chủy thủ trong tay chàng hàn quang dày đặc, Thái giám cũng không dám làm gì. Hắn trừng mắt nhìn Vương Hoàng, cố gắng áp chế sợ hãi cất giọng sắc nhọn, "Vương Thất Lang, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi dám kháng chỉ sao?" "Kháng chỉ?" Vương Hoàng đứng đó, chàng cong môi, thản nhiên nói. "Hóa ra ngươi cũng biết ta là Vương Thất Lang." Một câu thốt ra, tay phải chàng đưa về phía trước. Lúc này, chàng đã đứng ở trước mặt thái giám kia, lúc này tay phải của chàng đang cầm thanh chỉ thủ, vì thế tay áo dài của chàng vừa vung lên, theo lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của chàng, mọi người chỉ nghe thấy phập một tiếng, tiếng chỉ thủ đâm vào da thịt truyền đến, a à, tiếng thét chói tai liên tiếp, bốn phía mọi người đều lui về phía sau, hoảng sợ không thôi, máu tươi phun trào ra, vương hoàng không chút để ý lui về phía sau một bước, tránh né máu tươi kia chàng nhíu lại đôi mày thanh tú, rũ rũ ống tay áo. Biết ta là ai, cũng dám dùng thánh chỉ giả đến cướp đoạt phụ nhân của ta sao? Dứt lời, chàng không chút để ý xoay người, vẫy vẫy ống tay áo, hướng về xe ngựa. Lúc này, trong cổ họng của thái giám kia máu tươi còn đang trào ra, ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía vương hoàng, nhưng một chữ cũng không thể thốt nên lời. Lúc này, Mọi người ở bốn phía chứng kiến biến cố này đều cả kinh chỉ biết thét chói tai. Lúc này, Trần Dung nâng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Hoàng. Đang lúc Vương Hoàng đi đến bên người Trần Dung, vươn tay ra với nàng, trong sườn núi lại có một tiếng kêu sắc nhọn truyền đến, Hoàng vận tử tiên cô ở đâu? Có thánh chỉ. Mời bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trên kênh Holic Audio.